Ừ. cái này là này là nàng hoa đây nó khác với cây cảnh truyền thống là nói chung là cái loại này thì nó lại trong cái thời gian nó ngắn hạn thường là kể cả hoa hồng nhưng mà chính ra cái loại này nhá dần dần nó lại là thành truyền thống nhá cái loại này này tôi mấy anh em chúng tôi ấy mà có cái thằng này nó chỉ bảo là em nghe lời anh anh bảo hoa hồng còn cả trăm năm, <laughs> thế là em theo. Bây giờ lại trồng năm nay này trồng quất rồi, năm nay lại cơ giới thêm quất rồi. Nói chung kinh tế mà nó có cái dấu hiệu mà nó khủng hoảng một tí ấy là người ta quay về tài sản và cây cảnh truyền thống thì nói chung trong cái làng hoa à, cái cái um, cây cảnh ấy các bạn phải hiểu cây cảnh nó là cái mà nếu mà kinh tế nó khủng hoảng ấy kinh tế nó khó khăn đấy, thì cái loại hoa cây cảnh này nó không khác gì hàng xa xỉ đâu, nó các bạn phải hiểu như thế. Còn khi mà kinh tế nó phát triển thì cái này nó lại đôi khi nó còn hơn cả thiết yếu, cái loại này này, à, nhất là cái thời mà, mà mộc hương ấy, hoa giấy, xong rồi mẫu đơn, xong rồi các kiểu đây là mẫu đơn vàng ta. Ngày xưa một cái cây này nó tầm 3 triệu, không phải ngày xưa đâu mà mẹ nhiều ông cứ bắt bẻ tôi mà mới có mấy năm mà mày đã bảo ngày xưa. Còn bây giờ nó rẻ đi nhiều Rẻ đi nhiều thì trong cái cây cảnh ấy Thì cái người mua thì Nói thật ra là người mua không có một cái mà mà các bạn phải hiểu như này này Tôi bảo ở trong các video của tôi Mà 10 năm nay tôi nói rồi Cây thì nó đầy Nhưng quan trọng cây như nào và giá ra sao Đấy. Thứ nhất nếu mà nói về mẫu đơn Thì là, là cái mà để một cây mẫu đơn đẹp ấy Thì lá nó, nó phải xanh Còn cái triệu chứng này thì lá nó, nó vẫn vàng cho nên nhiều ông sẽ hỏi cái vấn đề mà 10 năm nay rồi. Cũng phải gần 10 năm nay. Làm sao để mẫu đơn nó hết vàng lá? Thì một cây mẫu đơn đẹp thì thứ nhất là lá nó xanh. Gốc, thân và thoát thân. Đấy, xong cái nữa là quan trọng cái người mua là giá. <laughs> giá. Có nói là cái thời điểm đỉnh cao của nó thì không có. Một cái cây này thì cách đây khoảng tầm cái cái chắc trước dịch tầm 5 6 năm. Sau dịch thì nói chung là cây cảnh thì lúc ấy tôi cũng đéo để ý nữa. Còn đây là sản phẩm tranh mỹ. Nhiều lắm. Đây tôi đi bộ. Còn cái vấn đề mà tôi bảo là 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 định nói về cái vấn đề làm giàu ấy, tại vì nó vừa mới xảy ra cái vấn đề của cái thủy ấy. Đây cái thủy mình đang phát nai mà tầm 600 người xem, 700 người xem. Thì các bạn biết là là ừ, cái ngôi sao vàng năm cánh của mình ấy Cái này thì đôi khi các bạn cũng đéo hiểu luôn <laughs> Ngôi sao vàng 5 cánh của mình tượng trưng cái gì Nó có 5 cánh Thì là theo như mình ấy là Nó là đại diện cho sĩ lông công thương binh Sĩ Là người được ăn học Lông là nông nghiệp, nông dân Công Thì là công nghiệp, sản xuất ra điện thoại Quạt các thứ Thương Tức là như kiểu là là ngày doanh nhân ấy. Đấy, Thương thương tức là mua bán Đây con sĩ này Sĩ đâu rồi Đây sĩ này sĩ đây ngày xưa là nhà nho ngày xưa đây đấy cờ tướng này cơ còn cái sạc ừ, năm cánh của ngôi sao sĩ lông công thương binh đến giai đoạn nào rồi nhỉ thương đúng không binh tức là như kiểu quân đội các kiểu ấy tôi đại ý, ý, ý hiểu như thế thôi đéo biết là mình đọc rồi mình lại quên thì bây giờ nếu mà thằng em tôi em vợ nó cứ đặt cái vấn đề này em muốn giàu muốn kiếm tiền nhưng nó chưa quyết đoán khi các bạn chăn chữ đủ, đủ lớn Thì các bạn sẽ giàu được thôi Tôi chả dạy các bạn một cái gì Như kiểu tần nguyễn Nhưng thực tế cái vấn đề này nó hàng mấy nghìn năm này rồi Thời Đức Phật là, là Đéo bao nhiêu 2600 năm nay rồi Ô, mà, mà, nguyên bác Thế là tôi bảo mấy thằng em ấy Mày cứ đau đáu cái việc kiếm tiền Mới làm giàu Mày hãy làm con người có giá trị đi đã Bản thân mày phải nên đi điên đây Để cho các bạn xem cây tranh vàng Mỹ Mày phải có cái giá trị Và tạo ra giá trị Thì lúc ấy tiền nó đến kéo mày còn khức từ Tôi mới lấy ví dụ là đấy Bộ óc vĩ đại nhất của loài người còn sống Ông ăn ăn mặc ông đi lại cứ như kiểu như mình luôn <laughs> Đéo cần tiền Tiền đến ông còn bảo bây giờ tôi hiểu mọi sự vận hành của thế nọ thiên thể thế nọ thế kia Tôi còn cần một triệu đô để làm cái gì 25 tỷ Việt Nam để làm gì Bây giờ tôi ở nhà tôi nghiên cứu toán học tôi hạnh phúc hơn là tôi đi sang Việt Nam tôi du lịch tôi gặp thằng góp nhạt cát đá nói chuyện liên thiên. <laughs> nó có, nó có tiền rồi nó à, nó có hiểu biết rồi nên nên đến phần trí tuệ rồi nó lại đéo cần tiền nữa cơ. Ngày lại một bao Vina, à một bao Thăng Long. Một chai cà phê pha sẵn ở nhà mang đi cần tiền làm đéo gì. Tiền thì nhiều ông là như Tần Nguyễn với cả như Dương Lê Thẩm Dương mà mẹ có tiền thì đầy đầy thứ để tiêu. <laughs> mẹ bây giờ gặp nói thật ra kể cả gặp ông vượng biết biết nói gì Đây, bảo ông ấy là chỉ là làm sao để nhiều tiền với thế nọ thế kia với các bạn thì thì, thì thiết tha lắm nhưng tôi bảo thật nó giống như cái việc là các bạn bảo nhiều tiền làm gì ấy cái việc các bạn bảo đầy thứ để tiêu mua nhà mua đất nhưng nó cũng là cái vòng luẩn quẩn còn được một cái thì nó giống như kiểu là đi các bạn không đi học ấy thì đối tượng kết phối ngẫu của các bạn con cái của các bạn rồi các mối quan hệ các bạn gặp hàng ngày Toàn nói chuyện sách siếc rồi vú về Đi học đại học thì cái tầng các bạn tiếp này toàn bọn trí thức Đấy kiểu vậy Mai sau lấy vợ rồi con cái nó hưởng Tí nhất lại nói về mộc Hôm trước nói nhưng có lẽ chưa hết Làm tán Cái bộ lên đây quay cây vàng, tranh vàng Thì năm cánh của ngôi sao vàng như thế Còn nếu mà thằng em tôi nó cứ bảo là làm thế nào nhiều tiền với thế nọ thế kia Tôi bảo là cứ làm Mày phải làm có người có giá trị đi đã rồi tiền nó đến rồi Lúc ấy lên đến cái tầm trí thức rồi mày còn đéo cần tiền nữa cơ nhiều ông nó có hàng Mày ăn 50 000 tỷ Nhưng mà ông vẫn phải làm Làm để Để như, như, kiểu nhiều khi thì các bạn bảo là mình Như Tần Nguyễn cái video thì nhiều bạn hỏi rất ngô nghê Anh cứ đi dạy người ta cái Mà các bạn nói chung là các bạn mới nghe lần đầu Thì cũng thấy nó thuyết phục Anh cứ dạy người ta nghỉ hưu loan mới nghỉ hưu sớm Thế anh còn lên đây lùa gà Anh bán khoa học làm mẹ gì Đôi khi thì người ta muốn chia sẻ thôi còn quay lại cái vấn đề cái cái tháp mốt lâu ấy, cái gì đây Năm cái gì đây Còn nàng hoa cây cảnh thì đây tôi nói Còn cái vấn đề kiếm tiền ấy Thì đầu tiên là các bạn phải có giá trị Đây tranh đây nó trồng từ năm ngoái Vết tỷ với ti Bây giờ đã như thế này rồi Còn khác nhau thì nói thật ra là cái thứ nhất là người ta chăm Bây giờ nông nghiệp hay tất cả các thứ ấy Là phải chăm Phải chăm được cái uh, cách làm là một này biết cách làm cái thứ hai là cái 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 đéo gì ấy nhỉ cái là gọi là cái đạo đức trí tuệ nghị lực có cái trí tuệ biết cách chăm sóc cái thứ hai là phải có nghị lực chứ mà mẹ biết cách chăm sóc nhưng mà tối còn nghĩ lô xong rồi đi quán ba mới hát hò thì làm sao cây nó lớn được hôm nay thì cho ăn thì đúng sách rồi đấy ngày mai bảo thôi hôm nay không ấy để đi ăn sinh nhật nhà kia nó có con mèo mà đến sinh nhật hàng xóm ấy bỏ bắn đi thì hai ba ngày ba bốn ngày sau thì cây nó xấu đấy có kiến thức rồi biết cách chăm rồi biết cách để cho cây ăn tỉa lá rồi vít tán đấy rong tán rồi nhưng còn phải chăm cơ nó thành như kiểu là các bạn mà cứ kiên trì một phần trăm ấy các bạn khá hơn của ngày hôm qua một phần trăm thì các bạn không hình dung được là một năm, hai năm sau các bạn sẽ là người như thế nào Nó phải ghê gớm lắm Đây cái tranh vàng Mỹ đây này Cái hàng này đáng nhớ là cái thủy nó ấy Nói chung là nó giống kiểu cái thủy ấy Rất muốn kiếm tiền, rất muốn ấy Nhưng mà đéo cái kiểu kiếm tiền kiểu gì Thì tôi bảo là phải có giá trị Còn lúc nãy thì đang phát nai mà tầm 700 người xem Thì nó bảo là ra chụp ảnh cây cho khách Không khách nó chạy mất Còn với tôi mà nói bây giờ mình không quan trọng về tiền <laughs> tại vì là bây giờ mình cứ cống hiến mấy các thứ ấy không phải chạy theo tiền không phải chạy theo khách tôi bảo thật không phải chạy theo khách Và còn người mình nghĩ thì mình bảo là tại vì cái cái thủy ấy nó chỉ là thương thôi nó không biết là cái việc là sĩ nó thế nào sĩ thì nói chung là một cái video mà nếu mà sĩ là cái người mà được ăn học được hiểu biết ấy ở trong cái giới mà phát triển nội dung ở trên mạng này ấy, nếu mà 700 người xem liền một lúc ấy Mà lúc nãy tôi có nói này Bây giờ 100 người theo dõi mới ở cái video kia Tôi kiểm tra thì cái video phát thế nào được 100 người theo dõi mới Nếu các bạn mà phải mua một cái link tiktok Hoặc mua một người theo dõi Nhưng mà phải theo dõi ấy cơ Chứ còn bây giờ 100 người theo dõi toàn đội ngũ khăn quàng đỏ Thì các bạn bán cây cảnh này rất khó Còn đang phát cây cảnh tôi cũng không hở vú hở vê Mà 100 người theo dõi tôi Thì người ta ít nhất người ta thích cây cảnh và người ta tò mò về cây cảnh đấy là khách hàng tiềm năng nó là cái rất là trừ tượng nhưng mà nó có thực cho nên đến khi mà cái thủy nó không bán được hàng nó lại quay ra nó trách tôi nhưng mà khi mình làm thì nó đéo hiểu gì nó bảo phát linh ta linh tinh phải phát cây mọc này xong rồi giá bán bán được tiền thì mới là ra tiền phải, phải phát cây phải ví dụ như phát mọc này xong rồi nhảy nhót hay làm thế nào nhiều người xem xong bán được cái cây này còn mình thì mình làm nhân hiệu nó khác Ờ còn các bạn mà bây giờ bảo là muốn bán được hàng Cái vấn đề đầu tiên Là là thằng em tôi nó bảo là muốn giàu ấy, Thế nọ thế kia tôi bảo mày phải là người có giá trị Thì giá trị thì nó bao hàm Nó nó, nó, nó rộng lắm Còn bình thường tần nguyên Mấy các thứ thì nó cứ dạy kiểu theo kiểu đầu tư mã lọ mã kia Nhưng cái tôi nói thì nó rơi vào tầm mấy nghìn năm rồi ừ, Đầu tiên nếu mà nói bảo giá Các bạn phải có giá trị trước Thì nó nó, nó rất là mơ hồ còn đầu tiên khi mà các bạn muốn làm kinh doanh ấy, còn đi làm làm thuê thì tôi không nói. Bạn có giá trị các bạn đi làm thuê cũng được, công cao hơn. Còn ví dụ như là như như các cái người bình thường khác thì cái vấn đề kiếm tiền ấy thì đầu tiên các bạn phải có sản phẩm. Có sản phẩm thì tôi bảo là cái giới mà 15 16 tuổi ấy nên nên đi tới các làng nghề. Thì các bạn xem cái video này thì nó tốt hơn các bạn đang về trực tiếp cái làng hoa cây cảnh này. Tại vì có mấy khi gặp một thằng mà nó chỉ hết những cái điểm yếu, điểm mạnh rồi Các cái ngóc ngách này đâu Nó là kiến thức Chứ về đây gặp một ông mọc một phát ông chia sẻ là cây này phải trồng 20 năm đấy, 10 năm đấy Cho nên giá nó cao Tại vì là ngày xưa tôi cũng thế mà Tôi mất là 2, 3 năm Ông về đây còn biết là mộc ta, mộc tàu Đấy thì tôi bảo là cái giới đầu tiên là cái giới trẻ Đang phân vân đéo biết làm gì Đéo biết thế nào để kiếm tiền, đéo biết thế nào là giàu Rất muốn giàu thì đầu tiên cái bước thấp nhất là tạo ra sản phẩm Đấy tạo ra sản phẩm thì nhiều lắm Ví dụ như đây là cách làm Thì nó sẽ được cái là các bạn tự làm ra Thì các bạn chủ động về giá Còn không thì nếu mà không ấy thì các bạn có tiền Thì như thế là các bạn phải có tiền đã Thì các bạn nhập được cây ở đây trong bán kênh Đấy nhưng mà cái vấn đề đầu tiên Của cái người mà các bạn Từ trẻ đến khi ấy là Đầu tiên muốn kiếm tiền là đầu tiên phải có sản phẩm Ôi có sản phẩm nó chưa là gì đâu Xong đến cái vấn đề bán hàng À, bán hàng thì nó còn phải bao nhiêu là thứ nhất là phải xây dựng một cộng đồng. chứ các bạn bây giờ đang có hàng nhưng mà các bạn chui vào trong ngã trong trong mẹ vùng sâu vùng xa các bạn bán thì nó khó đúng không? tầm bao nhiêu rồi là các bạn muốn bán được hàng thì nếu mà cái 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 vật à, cái cái đầu tiên là cái vật chất trước là các bạn phải thuê cái mặt bằng ở ngã 7 ngã ba, có nắm phương tiện đi lại nắm người. Đấy. nhưng mà bây giờ công nghệ thông tin nó phát triển rồi là giới trẻ bây giờ là người ta chỉ thích là Làm thế nào để nắm người theo dõi Để phát nai nắm người xem Thì nó thay cho cái vấn đề phải thuê cái mặt bằng 20 triệu một tháng Hoặc 50 triệu hoặc như Cái ông ở chỗ vu uh, Vinhome uh, Vũ Đéo gì đấy Vũ Yên à Ông thuê cái mặt bằng 60 triệu Nhưng cái mặt bằng mở trên tiktok này này là, là cái việc phát nai mà nắm người xem hoặc cái cái nick mà nắm người theo dõi nhưng mà phải đúng cái mục tiêu cơ như ông bán bọc hương này nhảy nhảy cái quanh cây xong rồi Hở vú hở vê thì người ta xem vì vú vê Nhưng người ta xem vì cây đéo đâu Đấy những cái vấn đề này cái thủy nó cũng không hiểu Còn như thằng em tôi hôm qua nó hỏi em rất muốn giàu Tôi bảo mày phải làm người có giá trị Giá trị thì bây giờ nó đang đi làm thuê Thì bây giờ mày phải kỹ năng mày Ví dụ như là về sửa ô tô thì mày phải giỏi đi đã Đeo giỏi nhưng cứ bảo là thu nhà em muốn là giàu Xong nó vào đặt cái vấn đề là em thấy là người ta Mẹ tại sao mà có những người người ta bán uh, Bán uh, cái đéo gì nhỉ bán tạp hóa mà người ta giàu thế nhỉ ôi cái chuyện người ta giàu thì đầy việc người ta khởi nghiệp thì người ta lấy một cô vợ già hơn một tí xấu hơn một tí nhưng người ta có lắm tiền thì đấy cũng là khởi nghiệp người ta đầu thai đúng cách <laughs> mẹ hôm nào phải nên một bài là kinh, kinh nghiệm đầu thai mẹ bây giờ đẻ ra bố mẹ cho hàng trăm mét vuông bây giờ thấy cái nhà nó to nhưng nó chỉ còn ba mươi mét vuông thôi bố mẹ cho trăm mét vuông bán mẹ bảy 70 mươi rồi bảy mươi mét rồi ở tôi bây giờ ví dụ như khu Văn Giang này toàn 60 triệu mét 70 mét là vào tầm 4 tỷ 2 rồi Xây một cái nhà 3 tỷ mua một cái ô tô nữa Thế là có nhà có ô tô Cũng bán tạp hóa Như thằng em tôi nó bảo ấy Bây giờ người ta giàu thì bây giờ Còn cái thủy nó đi đường ấy Nó cứ hỏi mình là tại sao người ta giàu thế nhỉ Mình làm đây phát live stream 12 giờ trưa mới thế nọ Thì kia anh mệt như thế Mà đéo giàu được <laughs> Tại sao bọn này giàu thế nhỉ Nhiều nguyên nhân lắm chứ Thứ nhất là mày đi trên mặt đường lớn như này là toàn người giàu người ta đứng ở đấy rồi. Người ta mới có 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 nhà ở cái chỗ 60 đến 100 triệu một mét. Mày đi vào ngõ xem nào. Các ông đang ngồi nói chuyện với Ukraine mới thế nọ thế kia. Rồi tối ngày ăn rau muống với đậu. Cái nơi mày đang đi toàn đường quốc lộ mấy cái đường mặt đường ấy. Mẹ nó đầu thai ra bố mẹ đã cho 2 300 mét vuông rồi. Bán đi 100 là nó thừa xây nhà mua ô tô rồi. Đúng không? đây là cái cây mộc hương ta Đây là cách làm tán Tôi nói các bạn ở trong cái video của tôi ấy Thì nhiều thứ nhất các bạn Cái thấp nhất là các bạn được du lịch làng nghề Và truyền bá cho các bạn Những cái kinh nghiệm nó sát thực nhất Về đây thì nói chung là các bạn hỏi Cái cây này là bác trồng bao lâu Thì người ta bảo 10 năm rồi đấy <laughs> Các bạn nhớ cái kinh nghiệm Còn tôi nói cho các bạn thì nói chung là nó Cây thì nó tùy theo các bạn chăm còn bây giờ công nghệ nó Công nghệ này thuốc thang phân vọ do Nó kỹ thuật hơn ngày xưa Kinh nghiệm thì đã được đúc kết rồi Ngày xưa bây giờ Mộc Hương nó về Hoặc là Mộc Hương mới trồng ấy Bà con trồng cũng không dốc thất thân như này Bà con trồng túm lum Xong cứ nói chuyện u cây na với Nga kệ mẹ cây lớn Cho nên một cái cây này nó phải 6-7 năm Nhưng bây giờ nếu mà như anh em chúng nó trồng ấy Một cây này mà Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 3-4 năm rồi Nó được như này Nó đã được như này còn ngày xưa các bạn ấy đặt cái vấn đề là tại sao mộc hương lại đắt <laughs> các bạn ấy giải thích là tại vì mộc hương nó chậm lớn Nhưng tôi bảo cái quy luật khách quan của cái gì đắt cái gì rẻ nó 100% nó cũng phải đến 80% Là quy luật cung cầu của thị trường Đôi khi nó còn do cái quy luật đám đông cơ Cây chậm lớn nhưng mà mẹ nhiều cây chậm lớn nhưng mà người ta người ta không thích thì Đúng không? Thời điểm ấy người ta chưa không thích thì nó rẻ thối ra luôn Thế tôi mới bảo nếu mà mộc hương chậm lớn à, hồng xiêm nó chậm lớn, tại sao hồng xiêm không đắt? Đấy, các bạn phải hiểu là các cái thứ đắt rẻ trên thị trường nó do quy luật cung cầu của thị trường. Mà quy luật cung cầu thì một ông, hai ông hoặc 10 ông không quyết định được. Nó do toàn thể xã hội cơ. Thì mộc hương hay mẫu đơn hay là lan những cái thứ ấy, còn cái chuyện lan nó sốt đi. Nó cũng là quy luật cung cầu khi mà nó sốt cả nước có một cây nó bắt đầu bây giờ nó nhân giống như rau muống hoặc là như thế loại thế kia thì nó tự nhiên là mà cái loại nó dễ nhân giống thì trong cái nông nghiệp này này hoặc trong cuộc sống mẹ cái thể loại nào mà càng khó nhân giống thì thì nó còn tồn tại được lâu con người ta cũng thế tôi bảo với thằng em chứ ngày xưa nếu mà người ta làm giàu ấy có một cái thủy thủ thuật mà người ta có thể làm được 20 năm liền ngày xưa ông già tôi là nhà tôi cũng nuôi lợn Ô mẹ à, sáng dậy là mổ lợn này Người ta gọi thợ đến mổ lợn này Thợ nó có cân ngày xưa xong nó đè mẹ hoàn gạch này Đè cái cân đấy nhá Nó có hai cái, có, có mấy cái ấy trụ này này Khi các bạn cân một cái gì đấy Thì nó, nó thụt xuống Xong rồi dưới đồng hồ đo là 50-60 cân mẹ à, cái thằng kia à, cái ông ông bán lợn ấy Sáng ra tôi, tôi ngủ dậy Lúc ít thì thực ra nhà mổ lợn là cũng 3-4 giờ rồi 3-4 giờ sáng ấy Bây giờ giới trẻ thì hiểu con mẹ gì Biết thế làm về mổ, mổ lợn đâu 3 4 giờ sáng tôi đang kể những câu chuyện mà những ông tầm tuổi tôi là hiểu. Cái cân này ngày xưa có cái cân của người ta ấy, đè mẹ hoàn gạch ở giữa cái cái cái. Bây giờ có cái cân một phát là tôi trình bày cho ông hiểu luôn. Đè cái hoàn gạch vào để cho cái ví dụ như các bạn 60 cân nha, nào nhá. Là đáng nhã cái nó lún sâu hơn một tí. Nhưng có cái hoàn gạch này nó chặn mẹ cái chỗ ấy, rồi nó đéo cho lún xuống. Thế là con nào cũng 40 cân. <laughs> cứ ông, ông 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 già tôi bảo mẹ sao nuôi lần này, này nuôi nọn? cứ đến 40 cân tại vì có thể các bạn bạn 42 cân nhưng nó chỉ đến 40 cân là nói là là nó không thể tăng được nữa đấy nó đè mẹ hoàn gạch vào rồi đấy là làm ăn gian dối này cái ông mổ lợn này cân nợ này thế là là cãi nhau còn cái việc ý nhá ngày xưa có thể các bạn làm được 5 năm cái mánh khóe để làm giàu ấy nó khác mẹ gì cái chuyện cái cân thủy ngân ngày xưa đâu nó là được học ấy tôi bảo với thằng em tôi là ngày xưa các mánh khóe làm giàu người ta không có muốn nói đi chăng nữa cũng ân hận lắm cũng muốn nói nhưng mà đéo có phương tiện chẳng em viết thư tay để gửi cho từng ông một là tôi đã đè hoàn gạch vào cái cân để cho c con lợn 60 cân đéo thể tụt xuống được 60 cân nó chỉ 40 cân là nó tụt nó, nó 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 nó, nó, kịch rồi cân con lợn nào cũng 40 cân thế là nhà nuôi lợn là bị thiệt nhà tôi bị thiệt còn cái ông mổ lợn ấy ông cười khanh khách ấy. <laughs> Vác nuôi nợn đéo thì con nào cũng 40 cân thế này <laughs> Chỉ đến 40 cân là là nó kịch rồi Nhà ông có nuôi 60 cân thì nên cân nó chỉ 40 nó đè hoàn gạch vào giữa cái cái khoảng khoảng cái 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 bàn cân mấy cây ấy ấy. Các bạn hình dung chưa? Và tôi nói với thằng em là ngày xưa có cái manh khóe này ấy, thì người ta có thể 20 năm người ta vẫn áp dụng và người ta vẫn làm giàu được. Đấy gọi là làm giàu, còn làm giàu thì nó nhiều cái năm. Làm giàu thấp nhất là là kiếm tiền vật chất, mua ô tô, mua nhà. Còn làm giàu nữa là trí tuệ Làm giàu uranium với cái đéo gì nữa Còn tâm linh thì tôi bảo là cái vấn đề Làm giàu kia thì làm giàu về trí tuệ Nó nhiều trò lắm Có nhiều tiền xong đi tù luôn đấy nhá Còn tí nó sẽ nói Nó đi bộ bảo đuổi con thủy ra kia để nói Thì tôi bảo ngày xưa nếu mà các cái trò ấy Có thể làm được 20 năm liền còn bây giờ cái xã hội công nghệ thông tin này nó 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 phát triển mày có mánh khóe gì mà cũng chỉ tồn tại chắc được là tầm một năm còn nó bán nước hoa nó cứ bơm bơm xịt xịt hút 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 <laughs> nhưng mà mình con mình là một thằng để mình lên thôi chứ còn nhiều ông ông thừa biết hôm ấy là nói như các bạn đang ngồi các bạn đang như này này tôi cũng chả đáp ốc phốt mẹ gì tôi thì trên cái tinh thần gọi là xây dựng chứ mình cũng nhiều bạn bán sau cái vụ ấy bạn bảo là người ta đang làm ăn để phá của người ta <laughs> Tôi bảo làm đéo có trò nó hút hút như thế <laughs> Nó hút là một kiểu Nhưng cái khi các bạn nhận đấy là kiểu khác Làm đéo có chuyện là nó lấy khoa 6 triệu Nó hút hút ra được 10, 10 nọ Xong nó bán 100 nghìn với bao nhiêu Đấy Thì tôi bảo là các mánh khóe Gọi là đấy là mánh khóe Ngày xưa các bạn còn 20 năm Tôi mà không lên tiếng thì trong năm vừa rồi Hay là sau tôi thì sẽ có người lên tiếng thôi Tại vì bây giờ mạng xã hội nó thế này cơ Nó có phải là viết thư tay như ngày xưa các cụ mình đâu ông già tôi mẹ ngày xưa biết cái trò ấy nếu mà có mạng xã hội này ông cũng nên bóc phốt luôn đúng không các bạn cẩn thận nhá cái bọn mổ lợn ấy bọn thợ ấy nó có cái trò này này đây là cái cân này nó đè hoàn gạch này này thế là lợn nhà tôi cứ năm mấy cân thì cũng xuống xuống bốn là kịch <laughs> thế là mỗi con nó ăn làm cho 10 cân đấy các bạn hình dung chưa ngày xưa các cụ biết làm sao được cái trò này <laughs> cái trò mà phát live stream như này mấy cả cái cái tiến bộ lên là như thế đây là cái cây đéo gì hạnh phúc hạnh phúc đây này Nói chung là ở cái nàng bưởi kia mình ấy nhất Nên Nói chung là dân gian thì quan tham Nhưng khổ lỗi dân thì cứ bảo là quan tham nhũng mới thế nọ thế kia Quan tham nhũng Nhưng cái vế đầu tiên là dân gian xong quan mới tham Mẹ dân mà đã không gian ấy, thì quan nó đéo tham được luôn Cái vấn đề các bạn biết là các bạn là dân Các bạn cũng tham bỏ mẹ lên Nhưng mà suốt ngày nói đến cái vấn đề là quan nó Quan à, dân gian gian tức là không cái gì dám minh bạch đúng không không cái gì dám công khai bạn nhập ở đâu bạn bán bao nhiêu bây giờ, mà tự nhiên các bạn ấy hỏi tôi hồng phụng này tôi gian tôi bảo là mẹ cây này tôi cũng đéo biết giá nhưng thực sự là như thế tại vì giá ở đây nó còn do số lượng các bạn nhập còn cái người bán ở trên mạng thì ví dụ như người ta hoặc là bán ở ngoài thực tế này ở đây thì cái việc sản xuất này nó mệt lắm giống như cái thủy nó mua bàn trải ấy Và rồi nó mua hai mươi nghìn à nó mua 2 nghìn một cái cả ship về là 2 nghìn rưỡi <laughs> Nhưng mà khi mà cái giá nó ghi ở cái bàn chảy đánh răng là 32.000 Hôm tôi phát trên Facebook Các bạn ở trên TikTok chưa biết Bây giờ các bạn lên mạng Lên cái TikTok này, này Sẽ thấy bàn chảy nó bán toàn 2.000 đến 2.000 rưỡi Các bạn uh, 2.000 2.000 một cái Các bạn mua ở các cửa hàng tạp hóa là tầm 7.000 10.000 thậm chí hơn 10.000 Các bạn thấy ở trên TikTok này bán cực kỳ rẻ và ở trốn thuế hay thế nọ thế kia nhưng thực tế là cái cái mạng xã hội này phát triển lên thì các bạn sẽ tiếp cận được những cái người người ta bán nẻ với giá của bán sỉ nhưng cái nông nghiệp này tôi phải nói thật cây cảnh này này nó đi sau các cái mặt hàng khác khoảng 5 năm thì 5 năm sau các bạn sẽ mua được một cái cây này với cái giá ở đây ví dụ như phải bán một nghìn cây nhưng các bạn phải sẽ mua một cây này với cái giá của một nghìn tại vì trong một buổi phát như thế này thì người ta sẽ tiếp cận hàng nghìn người cho nên bán một lúc thì bán được nghìn cây thay vì ở đây phải chờ một người đến mua 1.000 cây hầu như rất ít đấy có những ông người này là tay to lắm thì ví dụ cái vườn tuyết sơn phi hồng này có khoảng tầm đéo biết bao nhiêu đại ý cứ 200 cây tôi lấy hai trăm cỡ à tôi lấy trăm rưỡi còn lại nặng năm mươi cây ngót để lại cho bạn tôi chỉ lấy trăm rưỡi thôi thì giá như thế nào thì giá nó khác cho so các bạn lấy một cây nhưng mà khi mạng xã hội nó phát triển tầm 5 năm nữa thì cái nông nghiệp này nó sẽ áp dụng cái vấn đề của uh, quần nót áo lót mấy bao cao su có gai với nước hoa Tại vì lông nghiệp này nó đi sau Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn khi có tài khoản ngân hàng Có mấy ông này ông còn đang viết thư tay ấy Vẫn còn ra dùng con 1100 để nai chim ấy Tức là lông nghiệp này thì người người dân ấy Hoặc là như bọn tôi chậm hơn Mà cứ rung đùi thế thôi Tại vì nói chung là cái vấn đề của cái loại này này Về cái cước vận chuyển Rồi mức an toàn của hàng hóa này Nó cũng không như các cái loại quần áo Với nước hoa nó kiểu như vậy Nhưng mà ở trên mạng người ta đã tầm một năm nay Hoặc 5 à, tháng nay Nó đã bán được hoa quả Hoa quả là cái mức độ nguy hiểm nó ngang với hàng cây này nè Nhưng mà cái chính là con cái thủy nó không ấy Mình đã bủ cái ý Nhưng mà tôi bảo là hiện tại bây giờ dừng cái tiktok shop Tôi cũng muốn phục vụ các bạn theo cái kiểu là Nhưng các bạn phải đồng ý là mua nhiều cơ Hoặc phát nó phải đông người xem cơ Chứ bây giờ ôm một phát là 200 cây tuyết sơn nai chim thì các bạn chỉ mua một cây có mỗi một ông mua một cây có ông thì mua, mua lửa cây có thằng còn bảo là cái màu lá này nó không có màu tím à <laughs> nó này không có chân trống không có cái giỏ <laughs> kiểu nó nó toàn trêu ấy nó xem nhiều nhưng toàn toàn trêu nó, bảo là cái cây này sao lá nó màu xanh nhỉ kể mà màu tím hay là màu nó bạc bạc như gã đầu bạc thì em còn mua thế thì khó chiều lắm tức là cái bọn kia thì nó bán được bạn chải đánh răng như thế tại vì Mỗi lần khách mua là cứ như cái thủy nó mua 30 cái một Xong rồi nếu mà các bạn nhập 30 cái Các bạn bán theo cửa hàng truyền thống Các bạn bán 3-4 ngày Thậm chí là mẹ một tuần một tháng trời Mới hết 30 cái bàn trải Nhưng mà nó bán liền một lúc Nó bán trong một ngày hoặc là một tháng Nó bán là nghìn cái Đấy là cái cái phát triển này Đây là tranh Mỹ này Tranh Mỹ này Đấy, tranh Mỹ làm đây này Ôi lại lên 700 rồi Cái <laughs> kia kia là Nguyệt Quế này đây, cái dưa kia là mai vạn phúc này đúng không còn những cái này thì nói chung là cái tranh mỹ là tôi hiểu nhất mai vạn phúc tôi biết rồi tầm 10 năm hơn 10 năm rồi nguyệt quế thì uh, trước dịch nhưng mà tầm này khi các bạn biết thì nói chung là ở đây các nhà vườn những các thứ hoặc là nó nháo trồng nhiều đây là anh nguyệt quế này, này nhiều lắm còn ở tôi đây là văn giang hưng yên còn đây là ngọc bút mấy cái đéo gì đây 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 này Có đéo thơm đâu nhưng như thằng em nó bảo là cây này cây thường xanh Cây thường xanh tức là nó ít dụng lá. Đây này. Ở tôi bây giờ vẫn nhầm là ngọc bút với ngọc anh với cái đéo gì ấy. Đây cái cái loại này này. Anh em nó đang trồng. Khi mà ở đây đang trồng nhá là các bạn người chơi ấy là ít biết hoặc chưa biết. Khi ở đây sản xuất ra nhiều là lúc ấy các bạn mới biết. Chứ cái ông sản xuất ông này đi sau cái ông 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 ông, 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 ông tiêu dùng ấy thì <laughs> phần đa là người ta sản xuất người ta phải đi trước. Trong khi sản phẩm đã có nhiều người ta mới tung ra thị trường thì cái người tiêu dùng mới biết. Còn đôi khi thì cái người tiêu dùng phần nhỏ thôi. Người ta là cái kiểu kiểu người sư tầm ấy. Cách đây 10 năm người ta muốn mua cây ngọc bút này ở tôi thì cũng có thôi. Nhưng để trồng đại trà để giá nó giảm. Hoặc giá nó gọi là vào cái thời bình ổn ấy. Đấy, thì là cái ông sản xuất ông phải đi trước so với ông tiêu dùng. Khi các bạn xem cây ngọc bút hay ngọc anh đây hình như là cây ngọc anh anh em tôi bảo là ưu điểm của cái dòng này là nó cây nó thường xanh. Thường xanh thì như anh em chúng nó bảo là có ba loại, còn nếu mà trừ cái loại lại thì có hai loại. Cây ăn quả thì có chay và vú sữa. Nhưng mà với các loại khác thì nó cứ đến mùa là nó dụng con mẹ nó lá ấy. Nó dụng nhiều lá lắm, lại quét lại mệt. Còn cái loại cây thường xanh ấy, ví dụ như là là vú sữa với cả chay ấy thì nó ít dụng lá. Con lá già thì nó vẫn phải dụng đi chứ mẹ nó cứ treo trên cây Nhưng mà kiểu nó, nó cái lá này nó thọ trên cây nó lâu ấy chứ còn lá già thì nó vẫn phải dụng chứ Làm đéo thì trước lá cuối cùng của ô Henry Không dụng thì chỉ có lá vẽ <laughs> Nó vẽ trên tường Tức là nó vẫn dụng Nhưng mà cái lá này nó thọ trên cây đầy Lá vàng này rồi nó sẽ dụng Lá thường xanh nó là như thế Đấy, Chay với vú sữa Còn thực ra thì các bạn cứ bảo là cây nào mà nó Nó, nó như anh em chúng nó bảo ấy Cây nào lá nó thường xanh thì người ta nó là ưu điểm ngoài là nhiều người người ta lại có cái sở thích chăm quét nhà này cây trồng cây này đéo dụng ná bao giờ <laughs> ít dụng ná người ta lại ghét ở bên kia là ngọc à, kia là kia là à, dâm bụt đấy còn kinh tế thì nói chung là nó bị à, từ sau dịch cho nên cây cảnh thì tôi có nói ở đầu video rồi cái cảnh nó lại là như kiểu là cái mặt hàng xa xỉ ấy còn bên này thì bà con vẫn trồng bầu mấy cả các kiểu nó nông nghiệp ấy còn nói về cái cái mà mà cái vấn đề là người sản xuất thì người ta phải sản xuất đợi. tức là người sản xuất người ta đi trước, có người tiêu dùng đi sau. Nhưng bây giờ mạng xã hội nó phát triển rồi cái tiktok này này, thì các bạn sẽ được xem tức thời. Nói như mình ấy đây nhiều khi là ở trong giới người ta mới manh nha cái ý tưởng là tầm này anh em đang muốn là lao vào phát tài núi, Đấy, phát tài núi nó đang sốt xình xịch như thế nọ thế kia. Đấy, thế là mấy anh em mà bây giờ thì mọc thì chưa bán được muốn trồng phát tay núi <laughs> thì tôi bảo điểm mạnh của cái gì mà trong cái lông nhập cây cảnh này thứ nhất là nó phải có ưu điểm chứ đôi khi là, là mẹ cây thì đéo có ưu điểm cứ thấy thằng nọ thằng kia mua hoặc nó đang sốt xong rồi mua phải ngồi lại là ưu điểm của nó là gì đầu tiên như tôi thì tôi bảo là thứ nhất là như hoa hồng ấy ưu điểm của nó là hoa quanh năm Đấy, ưu điểm của nó như thế Còn hoa đào Hoa mai lại chỉ hoa là hoa một mùa Đấy, còn đôi khi nó còn do cái Tết truyền thống đấy chứ Nhưng mày bảo là hoa hồng nó ưu điểm Cứ một tháng là hoa một lần Hoa mai, hoa đào lại chỉ Tết Đấy, thế là ông anh bảo mà Mày ngay cái vấn đề là Tết truyền thống Mày không thể đánh bật được Xu hướng cái thị hiếu người ta như thế Còn dần dần cái thị hiếu nó cũng sẽ thay đổi Ngày xưa người ta thắp hương là phải có trầu không Quả trầu Mấy cả lá trầu không ấy bây giờ thì mẹ nhiều ông không còn thắp gương kẹo cao su cơ, cho nên ngày xưa thì người ta kiểu ít sự lựa chọn thì người ta vẫn thích là đào mai quất bưởi những cái nó khó đấy, còn cái con cái thủy nó bảo là đéo hiểu ngày xưa cái ông nào ông phát minh ra ông ấy. ông ấy tết ông chơi quất cả nước chơi tức là làm cái gì thì các bạn cũng phải cũng phải giải thích là tại sao cái ý nó rô sốt các bạn mua cái gì cũng tại sao nó nó này đắt như thế nó giải thích nó, nó 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 nó, trong cái vấn đề các bạn phải hiểu cái giải thích nòng vòng mộc hương tại sao lại sốt tại vì nó chậm lớn <laughs> đầy thứ chậm lớn nó do quy luật cung cầu còn cái có thể là các cái bọn à, các cái anh em bán nan hay là bán xanh bây giờ ấy. xanh bây giờ cũng đang sốt nó do cái cái gọi là sẽ có thằng khác ngu hơn mình mình mua 100 triệu sẽ có thằng khác nó sẽ trả trăm rưỡi thế là mình nãi được năm chục <laughs> đấy tâm lý là như thế thì các bạn mới bảo này bong bóng với cả thổi giá thế loại thế kia nó tâm lý của bọn cái 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 như kiểu xanh xi si mới như giá vàng mới như như giá đất để tổ sư lúc nó rẻ thì đéo ai mua đâu nhưng cứ giá cao ô hay nhỉ ô, làm cửa cơ <laughs> đấy các ông ngoài trừ video của tôi là các ông xem cái chất thiền ở ở video này không này tất cả các bên đéo có hàng rào làm cả cửa nhìn nhìn thấy chưa Nam cả cửa <laughs> ờ, Đây là ở sông Hồng Nam cửa này Đây là giống cái 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 bộ phim đéo gì đây này Phim um, Xuân Hạ Thu Đông Rồi lại lại Xuân đây này Đấy Ghê không? Cái, cái bộ phim ấy rất hay Cái ông ông thiền sư Ông ấy nằm một chỗ ông cũng có cái cửa như này này Và mỗi lần đi là phải 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 đi qua cái cửa này Chứ các chỗ này nó có lối đi nhưng đéo bao giờ được đi ra Đấy ghê không phải mở cửa để đi đúng chỗ này luôn không không đi không đi những chỗ này được không đi những chỗ này được không đi, những chỗ, này được. Không đi những chỗ này được phải đi qua cái chỗ này chỗ cái cửa này này đúng như cái bộ phim thực ra chỗ này đéo phải đâu người ta cũng dự định làm cọc nhưng là người ta làm cửa trước chỗ này đăng lên trên mạng lại thành tranh cãi làm cửa là cửa đấy là giống như là bộ phim xuân hạ thu đông ở đông đúng không À, các chỗ này nó, nó thoáng như này đéo được đi đâu phải đi đúng cái cửa này đấy, phải <laughs> đéo cần có khóa đấy các ông tới cây cũng phải đi đúng cái cửa chỗ này phải mở cửa ôi mẹ đây này còn có cả khóa bằng cái cái gạch này này đấy, bỏ gạch ra đéo biết mở đường nào đây cái này là nó nó mình lại giống cái cái bộ phim xuân hạ thu đông ở đông xuân hạ thu đông rồi lại xuân cây bỏ mẹ này tôi cũng còn hiểu a ban à đéo ơi, cây này cái gì À, vẫn thế này kiểu nó chết đói chết rét này mẹ nó cằn cho nên nó mới nhiều hoa đấy cây okay, nó ấy đúng thế còn gì đọc chỗ này đây thích đi chỗ nào cũng được nhưng đúng cũng phải có cửa phải đi đúng vào cửa <laughs> đôi ghi là thế này này mở luôn thoang luôn nhưng mà phải đi vào cửa đấy nhá có cổng có khóa đàng hoàng mà chỗ này tháo thế thôi nhưng không được đi đâu làm việc phải đúng nguyên tắc đi lại thì phải đúng cửa <laughs> Đây là là anh em làm hoa hồng Cái giống này thì Trước đấy cái vườn này toàn hoa hồng nhung Nhung là cái dòng hoa rất thơm Còn đây là cổ sa ba Cách nhân giống thì ở đây chúng nó cũng, à, ở đây anh em cũng không bao giờ cắm bằng mật ong với các thứ đâu Chủ yếu thì đôi khi là Quay hoa hồng thì các bạn bảo ghép Nhưng mà các bạn ấy cũng chả hiểu mẹ gì Ở video trước tôi bảo người Việt Nam bị một cái triệu chứng là Mẹ người biết cũng nói Mà kẻ không biết cũng nói Mẹ cái thằng không biết nó nói nó còn to hơn To mồm hơn Cái thằng biết cơ đây này Để mà làm được cây chi rốt Mới chi râu Mấy cả hoa hồng thân gỗ với cả gì ấy Bọn tôi gọi là hoa hồng thoát thân Cây thoát thân Thì chủ yếu là bằng chiết Nếu mà để cái cái phương pháp cũ là vẫn chiết Nhưng bây giờ là anh em trồng cây dâm cành Xong rồi tìm ngọn vươn Đấy tìm ngọn vươn Để lấy cái ngọn vươn xong cắt tất cả đi Đấy cái này tôi cũng chia sẻ khoảng 3-4 năm gần đây rồi Trước dịch rồi Đây này cách làm hoa hồng chi rốt đây là cây hoa hồng nha không có kia kép tầm xuân tầm trước tầm xuân là các bạn ở trên mê linh nhưng cách làm của các bạn ấy cũng dâm cành tầm xuân như này Đấy, tầm xuân thì đây ở dưới này có bầu chiết này nhìn này đây dễ này nhìn thấy chưa Đấy, chứ không các bạn không hiểu gì về hoa hồng ở việt nam mình cũng bị cái triệu chứng mà kẻ biết cũng nói mà cái thằng không biết nó còn nói to hơn thằng biết cho nên dân mình nhớ biết đâu là thông tin đúng thông tin sai Xong rồi nhất là cái bọn VTV mấy dân trí dân chiếc nó, nó cũng là cái thằng đéo biết gì Cứ ngồi bàn giấy biết mẹ gì về hoa hồng Nhưng mà nghe mấy ông người Nhất là mấy ông không tin tưởng ông ấy nói là Cái loại này, này toàn ghép thôi nó Về nó nói thế là dân mình cũng alo dô đi theo hết Còn thằng biết như mình Thì có phải là lơ mơ các bạn biết Vì mình thằng chửi nhau mấy thằng Huấn đéo đâu này đây là cành chiết Đấy ông lại cắm vào Chiết nó ra dễ bắt đầu mới cho vào bịch này này Ôi mẹ tí nữa là mình mà không bọc lại tí nó là tí nữa cái ông chủ cây này ông chủ vườn này ông ấy xem livestream là ông ấy tóm cổ mình luôn đấy đấy mọi bằng chứng đã chống lại mày trước tòa rồi đấy <laughs> cái chỗ này là cũng không được phép đâu nhưng mà nói chung là vì cộng đồng và bây giờ tôi làm đây là hoa hồng này các bạn bảo là bao giờ ra hoa thì chiết xong nó ra hoa đây là hoa hồng cổ sa ba còn mùa hè này là form nó xấu kém nhất cây ra dễ rồi cho nên cái bịch này xong rồi đợi nó ổn định nó ra tán thì chuyển bịch lên bịch to Đây là các cái cây này là không phải cây chiết Mà cây này cây dâm cành Nếu mà chiết thì người ta thường chiết những cái cành thoát thân Đấy, Còn đây là cây dâm cành Dâm cành xong rồi cho lên cái bịch này Thì mai sau bán thành bịch hàng bụi Tầm à, Ở đây bây giờ cũng chả biết là tầm 80.000 Một cái bụi to lắm Đấy là số lượng Còn tía tôi sẽ nói là người ta chọn chiết ở những cái cành như thế nào không còn khoanh vỏ không phải chiết đây nên cây sau khi mà cái bịch bé ấy, Cây nó như thế này là các bạn phải sang bịch Không không đủ đất Không khác gì bây giờ các bạn học lớp 1 Các bạn mặc cái áo mà nó bé Nhưng các bạn học lớp 2 các bạn vẫn bắt trẻ con học Mặc áo mà của lớp 1 Đấy, Đúng không Còn nói chung là là Cái cỡ này thì ở bà con sẽ cho sang cái bịch to này và Bịch trắng này, bịch vải này Nhiều bạn bảo hỏi mua cái bịch vải này đâu <laughs> Ở Việt Nam cũng sản xuất rồi Trước đấy là phải nhập bên Trung Quốc đây cho lên cái bịch này bắt đầu nuôi Xong rồi bắt đầu xả xuống dưới đất Hoặc là bình thường thì anh em lại trồng bịch này xong rồi Nấp đất Đây cho ra cái bịch lớn hơn rồi cũng cũng cây kinh nhỉ Một cái bịch bé như thế này Nuôi được một cái cây to vật vã như thế này <laughs> Giỏi nhỉ Còn cái đất này nó giống như kiểu Ngày xưa tôi cũng có nói này Cái đất này này Nó không khác gì cơm Còn ngày xưa các bạn không có gì ăn Thì các bạn phải ăn cơm nhiều nhưng mà bây giờ thịt bò thì biết nó nhiều Cho nên đất thì nó chỉ là cơm thôi Bây giờ cho cây nó ăn xong rồi phun phóng nó nhiều ấy Cho ăn nhiều ấy Thì cây nó toàn ăn thịt bò Cho nên đất thì nó Nhưng mà giỏi đúng không Một cái cây này mà cho vào cái bịch này là bịch này bé so với cái, cái cây Đấy không khác gì là học sinh cấp 3 Nhưng bắt chúng nó mặc quần áo của cấp lớp 1 đây này Đấy. Còn như cái cây này nó phải lên cái chậu khoảng tầm 70 Cái còn cái bịch này có 40 này Đấy bịch 40 Bây bịch 40 bề ngang 40 thì thường tôi bảo là bà các bạn ấy hỏi mà cây này là cho lên cái chậu như nào hay là thế nọ kia thì tốt nhất là một cái cây là nên trồng đất. Cái thứ hai nữa là cái chậu ấy thì nó phải tương xứng với cái tán, cái tán của cái cây này này. Đây cái đây là cái tán này. 2 4 6 8 10 12 tầm mét 3. Cho nên cái chậu 80. Hoặc như thấp nhất là phải chậu 70. Nhưng ở trên cái bịch này có 40. Vẫn là cái to hơn cái này này, cái loại này có bé Cái loại này là bịch 30 Bịch 35 Nó rộng miệng đi Thay thay cái bịch kia Nhưng mà công nghệ nó phải cho ăn Ấy đây Chứ còn không thì các bạn cho lên cái bịch như này Nó không tương xứng với cái cây Không khác gì học sinh cấp 3 Nhưng bắt bắt chúng nó mặc quần áo của lớp 1 Khẩu phần ăn nó như lớp 1 Thằng thằng học lớp 12 bây giờ cho ăn nó Mỗi nắm sôi Bắt mày là no cả ngày Con tao lớp 1 cũng chỉ ăn như thế Thì nó không đủ chất Không đủ cái khả năng lớn còn rõ ràng là đất cho ít như thế này thì các bạn phải chăm nó cực. Cho ăn xong rồi các thứ. Ông ơi cái kiểu là cho ăn cơm ít nhưng mà thịt bò cứ táng đấy vào thì, thì cây nó vẫn lớn bình thường ấy. Còn với các bạn thì ở nhà mẹ đất kia không chịu thay, cơm còn khó khăn thì cây nó không lớn được. Chấu. Chấu này là chấu này để trộn với đất. Để làm giá thể cho cây nó tươi xốp. Đây này. Chấu này chấu tươi. Ngày xưa ở cái nàng này với cả Vân Văn Giang này này Có cái trò hun chấu để chấu, chấu nó, nó cháy cạnh ấy Xong mới đóng bịch Ôi nó khói nó ô nhiễm Nhưng mà bây giờ bà con cũng lười ý rồi Bà con toàn đổ, đổ, đóng, đóng chấu chấu tươi Đây này cái giai đoạn là đóng vào thành Hầu như các nhà vườn đều có một ụ này à, Là gọi là chấu trộn à, Cái um, giá thẻ Như các bạn gọi giá thẻ Cái thứ hai thì tôi bảo là đây là cái Đúng, gọi là giá thẻ là đúng Đất đã trộn Ở đây nếu mà như anh em chúng nó bán là Một cái bao đất trấu trộn này như thằng em Năm nó bán hình như 80 hay trăm Còn nếu mà bây giờ nhà vườn người ta sản xuất ra thì rẻ à nói Công nghệ cũng cao nhỉ Cây nó cũng tán như thế bịch bé tí Nhưng bình thường là Những cái này để lâu thì dễ nó ăn ra Kia là cái quan trọng nhất trong trong nông nghiệp Cái giá thẻ Với tôi là quan trọng nhất Còn đây là các loại hoa hồng Còn ra ngoài này thì nó là sông hồng đi đường đây là từ từ trên kia là nó là thuộc văn đức ở đây có cái dòng họ chữ rất nổi từ ấy, tiếng cái ông ông chữ cù vân mấy ông uh, chữ đồng tử ấy con này con bạn này là huỳnh nhanh cái đéo gì vậy nguyệt quế ấy. để để ra ngoài này cho nó đỡ chói con cái thủy nó đi xuống cái kia viết chụp ảnh cho khác thế nào văn giang năm ghé một hai lần lấy quất lấy quất cái quất thì nói chung là các bạn phải đi một năm các bạn phải đi 3 lần. Tầm tháng 10. Tầm tháng 10 các bạn về trước để tham quan. Bình thường một cái quy, quy trình mà 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 lấy quất bán Tết để lãi ấy thì các bạn nên bố trí là 3 lần. Lần thứ nhất là tầm tháng 10. xong rồi xem xem chỗ nào nó đẹp thế nọ thế kia để khảo sát thị trường ấy. Cái thứ hai là trước lúc lấy. không cái thứ ba là lúc lấy lúc mà trước lúc lấy là một ngày ấy, các bạn về các bạn đánh dấu ông xịt sơn hoặc là một uh, tầm ấy là tầm uh, giữa tháng 11 xong đến ngày 23 ông công ông táo là lúc ấy các bạn quyết định đánh thì các bạn phải về theo xe không thì nếu các bạn quen thì chỉ có một lần nữa cũng được thậm chí các bạn cứ đéo cần về quen một thằng ấy, tốt tốt như mình chẳng hạn <laughs> em đặt cái quy cách này hoặc tôi đặt quy cách này giá bao nhiêu ok tại vì với việc là là khoa học công nghệ nó phát triển ấy đây lúc lấy định quay cái vấn đề làm tán nhưng mà quên mẹ mất. Làm tán của mộc hương với các loại cây ấy. Còn ngày xưa mình mua bán thì mình bảo là muốn cái nam dầu thì phải có 3 lần như thế. Cho nó chắc củ. Còn bây giờ thì khoa học công nghệ thông tin nó phát triển rồi. Mẹ lại à, còn chỉ cọc thôi đến tôi nhận mà không đúng thì là là đéo lấy nữa. Cho nên là cái khoa học công nghệ này nó phát triển lên thì làm giảm thiểu các cái chi phí đi lại phát sinh. Còn cái tiền các bạn đi về thì nó cũng quá tiền công của một thằng khác Gọi như mình này Các bạn đi lại hai lần tiền tàu xe rồi mất công mất việc Nhưng được cái là các bạn tự về các bạn tự ấy được Còn nói chung là ở trong cái giới kinh doanh Mà lói Các bạn một năm mới về có hai lần thì giá làm sao bằng tôi được Đúng không? Bây giờ tôi đảm bảo luôn Bây giờ quất các bạn mua 220 Tôi chắc chắn là chỉ mua 180 thôi Tôi mà mua ngang với các bạn à. Đúng không? chủ yếu là đã bảo cây thì đầy nhưng các bạn một năm về về có ba hai lần mới ba lần tôi đây ngày đéo nó cũng ở đây mức độ thân tình rồi các thứ anh em chúng nó hay cái kiểu là tầm mình bảo là cây này bao nhiêu tiền nó bảo với người ngoài thì 300 với mày thì là hai trăm rưỡi thế là tôi lại mua của nó hai trăm rưỡi tôi bán 300 như nó là cũng ngang nhau còn đéo gì nữa nhưng bình thường người ta không biết thì người ta cứ lái lặng nó nhẹ người ta bảo là cò đây là đây là cây nhoa thân gỗ bonsai trong vấn đề kinh doanh thì bình thường là tôi nghĩ là ai cũng hiểu nếu hiểu toàn đặt tiếng ác cho mình nhưng mà chúng nó bảo thế nhưng mà trong trong kinh doanh nó nói chung là có nhiều thằng này nói thật tại vì mình thân với nó thì nó nói thế nhưng mình lại đặt cái vấn đề là mày mà nói câu là người khác thì 300 riêng mày thì hai trăm rưỡi thế là chắc thằng nào mày nói cái câu ấy. <laughs> mình đi ra ra và phát lại có thằng 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 tuấn nào đấy vào hỏi thế là thằng thằng bạn tôi nó lại bảo là Mẹ thằng góp nhà ca đá vừa đi Đấy với thằng góp nhà ca đá phải 300 Nhưng với em thì lại 250 Tức là thằng đéo nào nó lấy 250 nhưng nó cứ thế Nó bảo với người khác thì 300 Riêng mày thì 250 Thực ra thằng đéo lọng ông bán 250 <laughs> Nhưng mà trong trong dân cây nha Tôi phải nói thật cho các bạn là có cái ý Tại vì cái sản phẩm cây này Nếu mà cái người người ta tự làm ra thì giá Nhưng giá người ta cứ loãi là được Nhiều khi muốn bán lắm ấy. Ông kia ông đang đánh 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 tưởng vi kìa Đây này Chứ các bạn không hiểu đâu Mẹ cái giá ở trong cái này nhá Cái giá ở trong sản phẩm ấy Nó quyết định cái vấn đề là Lấy số lượng này Cái thứ hai mức độ thân tình nữa Chứ Người mua lẻ là cứ muốn là Về tận kho của Samsung để mua cái điện thoại Samsung Thứ nhất người ta không bán Cái thứ hai là cái giá của các bạn Nó nó, nó cao hơn rất nhiều so với đại lý Người ta nhập vào Đấy nó có cái, cái, cái mà tôi lấy ví dụ ấy Ôi đang nở kìa Hồng đào đang nở cho các bạn xem nhá ra trường gì năm nay có bưởi ô tô không có năm nay anh em, năm ngoái anh em làm cái giọng rồi độc lạ quý hiếm nhưng nó lại quá nhiều làm mẹ đến tận trăm cái đã độc lạ thì làm ít thôi chứ này độc lạ làm cho quả là là hết bố lại làm thế thì làm gì còn độc lạ mấy cả năm ngoái thì nói chung là tôi bảo rồi muốn bán được cái gì nó ở trong cái vấn đề thứ hai rồi mà lúc đấy tôi nói này cái người giới trẻ bây giờ cứ nghĩ là 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 cái vấn đề làm giàu nó nó mơ hồ nó khó khăn mình bảo đầu tiên các bạn đi đến các làng nghề này để cho có cho mình một cái quyết định có cho mình một cái suy tư đủ lớn về cái vấn đề tạo ra sản phẩm đã khi có sản phẩm bạn sẽ vào cái khó khăn thứ hai là bố có sản phẩm rồi nhưng bây giờ bố bán như kiểu gì bây giờ <laughs> cho nên bình thường bây giờ, bà con ở đây thì nhưng đến khi nhá cái sản xuất là một chuyện, cái bán ra nó lại là hai cái Mà các ông vừa muốn sản xuất ra Vừa muốn bán thì cuối cùng là không có cái nào ra cái nào Bán thì nếu bán được Như hồn, ra hồn Sản xuất thì cây lại xấu Tại vì các bạn đang dẫm chân ở hai cái cái, cái 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 cái, con thuyền Cho nên đôi khi là có những người Người ta chỉ bán, chỉ chỉ bán và có người ta chỉ sản xuất làm sao làm tốt đi đã còn các bạn bảo là không ấy thì thôi để lấy cái tính chính danh ấy đây là liệu hạnh liệu chơi hoa thì không làm được thì thuê Nhưng mà tôi bảo là nếu mà Cái nịu hạnh này là nịu chơi hoa Hoa nó khá to Nó cũng đà vào mùa hè này này Hoa nó nở rộ Gọi là nịu hạnh Không có quả đâu Nhưng mà đây gọi là nịu hạnh nịu hoa 15 rồi. Ở trong này ốc có vườn vừa rẻ vừa đẹp Đây là hàng bụi <laughs> Có những cái chân trở Làm sao thì các bạn Cái bài toán mà để các bạn Bán được hàng vẫn là tối ưu hóa thì với với tôi bây giờ là tối ưu hóa thời gian này tại vì tôi bảo thời gian nó là vàng còn với cái người sản xuất thì người ta phải tối ưu hóa cái nguyên liệu đầu vào đấy nhưng mà bây giờ các bạn bảo là bây giờ có khách hàng rồi nắm người theo dõi rồi về khoái châu thuê khoảng mấy hecta thuê người cũng mình không quản lý được ấy. người ta toàn chơi ấy. thì cái cách mà tôi đang làm đây nó không khác gì so với cả kiểu như kiểu hợp tác với dân ấy còn nói chung là 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 cái tính chính danh ấy thì ví dụ như bây giờ các bạn có một cái vườn 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 mà bây giờ dưới cái giới kinh kinh doanh online kinh doanh trên tiktok bị vướng cái bài toán ý tức là là người ta mua hoặc là người ta xịt sơn một cái vườn cái vườn đéo gì hồng phụng ấy là quay như cái vườn ấy của người ta nhưng người ta không muốn ứ động vốn vào đấy thế là ngày đéo là người ta cũng phải livestream để bán Giống như các bạn bây giờ có một cái vườn như thế này Thì cái mặt hàng của các bạn chỉ có hoa hồng Đúng không? Thì ngày đéo là các bạn chỉ nay chim hoa hồng Các bạn biết gì về mọc đâu Tại vì bây giờ sản phẩm ấy của các bạn Các bạn lại phải bán cái loại ấy. Bây giờ mình đi giữa cái làng rồi Giữa cái bầu trời thanh thang này rồi <laughs> Mình bán cái gì cũng được Mình quay cái gì cũng được Mà lâu lâu các bạn xem tôi rồi tôi cũng không phải ấy ấy. Mà mình đây là chỉ là thả thính thôi mua hay không là còn tùy các bạn còn phải gặp cái thủy vượt qua cái cửa ải nữa còn à, mình làm thì vừa hôm cách đây khoảng một tuần mình mới đọc cái câu chuyện của Viettel thằng đéo là nó soạn ra cái câu cũng hay đấy. với một người bình thường thì người ta chỉ mong là người ta làm một cánh chim khỏe mạnh để bay trên một cái bầu trời rộng lớn thanh thang còn bình thường các bạn không khỏe mạnh thì các bạn bị tù túng chim người khéo mà bị nhốt mẹ lòng ước mơ của các bạn đang xem nay ước mơ của thế nhân ước mơ của người bình thường là tạo làm sao mà mình có một đôi cánh nó thực vững chắc mà không phải con con chim nào nó tha mình đi không bị nhốt vào lòng đúng không ước mơ của một người là như thế nhưng mà cái hôm ấy đúng không ước mơ của các bạn bây giờ không đi chỉ là chỉ là làm sao mà các bạn nào một con chim độc lập cùng nắm không bị độc lập là lấy một con chim khác ôi rồi con này là gần tuyệt chủng rồi vâng cái loại này gần tuyệt chủng rồi này đây là hoa hồng cung phủ hoa hồng vân khôi thơm ngày xưa là hoa hồng dành cho vua chúa đấy cung phủ con này gần như tuyệt chủng với mẹ nó rồi tại cái loại này cái, cái 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 giống vân khôi này nó hay nó nó bị bệnh nó không nó không khỏe nó không sinh trưởng phát triển nó nó nói chung nó cũng là cái giống hồng cổ hồng bản địa đây nhưng con con cung phủ này con vân khôi này đấy làm gì có ai nhắc bài đâu còn đây là leo tường vi cái dòng này là dân dã Dòng, dòng neo cổ nói chung là nói là cổ là tại vì nó ở việt nam đâu cái dòng này khỏe lắm dễ nhân giống vân khôi này còn khó nhân giống nhưng vừa gần, gần tuyệt chủng rồi còn nếu mà với những dòng mà nó khỏe thì cái cổ huế này cũng là cái lựa chọn cái uh, cổ sa ba kia nên chậu là nó hay bị bỏ cành ừ. còn cái hoa hồng thì tôi bảo đây là cái vùng mà chuyên hoa hồng <laughs> chuyên hoa hồng còn uh, đang nói dở với một bình người bình thường đấy là cái mà mình xem cái cái hôm mới là việt theo gì đây với một người bình thường đây là một đống đất to tổ bố luôn đất đã được trộn người ta phải che uh, bạt và đè gạch là để tránh nước mưa đây đất trộn đây bình thường là khoảng tầm 50% mươi phần chấu năm đất đây này còn có cả lạc úi rồi lạc vỏ lạc những thằng em tôi nó bảo vỏ lạc nó mai sau nó đóng bánh đây mẹ che thế mà nước mưa nó vẫn vào đây Đấy, giá thẻ này này là tôi bảo là quan trọng nhất các bạn phải hiểu là không phải mỗi đất thịt đâu phải trộn giá thẻ này thì nó mới thoát nước hiểu chưa Đấy, giữ ra thì bây giờ phải che vào để đặt hòn gạch lên đây là để tránh là vấn đề gió nó tạt Đấy, xem đéo hiểu gì đâu mà <laughs> biết là dây trắng đấu với dây trắng rồi biết dây đen đấu với dây đen nhưng phải phải hiểu nguyên tắc nguyên lý Đấy, đây là những cây đi. Cái này để cho vào trong ấy này. Còn khi các bạn xuống giống cũng thế, phải phay trộn giá thể, phân viết các kiểu. Thế ngày xưa mình trồng cây mình đéo để ý. Cứ thuê được mặt bằng như này không rồi trồng cây xuống thì nó sai, lười. Đấy công thức cho dành cho người lười. Đây cho xem hoa hồng nha. Đây là cái hồng nhung cổ này, rất là thơm nhưng mà cái cái bông hoa nó ngắn ngày. Lắng như này chắc được hai ngày nó tàn. Còn các cái dòng hoa hồng Tức là từ lúc lo lở Từ lụ ra ấy Cái dòng này rất là thơm Cây nó cũng khỏe Nó đều khỏe thì Mà nhanh lớn Đấy thì những cái dòng Còn ở đây cái mật độ mà để nhiều nhất Thì là bây giờ cổ Huế nó cũng nhiều Xong rồi đến đào, bạch Xong rồi đến sa ba Còn form hoa hồng cổ sa ba Thì vẫn mình vẫn thấy là nó đẹp đây, Sapa này Đấy, nhưng mà nó bị nhược điểm là khi cho lên chậu hoặc là lên bịch thì nó dễ bỏ cành ấy. Cái cái mình tôi, tôi bảo với các bạn ấy, với một người bình thường thì người ta luôn ấp đủ cái vấn đề là làm sao làm một con chim độc lập có đôi cánh khỏe mạnh, đôi cánh của chính bạn chứ không phải bố mẹ các bạn cắp các bạn đi, không bị nhốt trong lồng để bay trên những bồng bầu trời nó rộng lớn. Những việc theo nó bảo là chúng tôi sẽ làm những bầu trời. <laughs> chúng tôi có tâm nguyện là làm bầu trời để cho những con chim nó bay nhảy. Thì dần dần là các bạn sẽ thấy là Đôi khi tôi là bầu trời Để cho các ông nào thích bán hồng phụng thì bán Người ta biết thế nào là hồng phụng Người ta biết cách chăm Người ta biết sơ qua về giá cả cách làm Ước mơ của mình đôi khi cũng thế Chứ bây giờ không phải lên mạng rồi mà mày Chúng mày phải mua của tao Bố mày mới bán rẻ Đừng mua thằng khác mất cọc đấy <laughs> Hiểu không Ở Đây là hồng đào này còn tất nhiên là các bạn bay trong bầu trời của tôi thì thường là các bạn tin tưởng cái bầu trời này <laughs> bay ra ngoài thợ săn nó bắn chết cụ mình. <laughs> đúng không nhưng mà mình mình nêu cái cái trường hợp như thế mà ngày xưa mình bảo mấy thằng cũ em ấy tại vì anh em ngày xưa với anh em mới nói mẹ toàn thân thân xong rồi đến cái khi mà thân rồi bắt đầu là hợp tác chung 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 xong rồi thịt lẫn nhau thế tôi bảo là chỉ có kẻ mạnh thật sự mới giúp đỡ người khác thôi kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác chứ mẹ bây giờ toàn tiền tỷ nói mồm ra là toàn tiền tỷ nhưng cứ vặt của nhau cứ lừa lừa nhau đi ăn sáng còn thân thân xong rồi chung 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 xong rồi thịt <laughs> thịt thịt kiểu lên mạng bây giờ chúng nó hay thế này hoa hồng ở đây là cái vùng đất đây đi ra ngoài này đang hoa hồng nó đang lở <laughs> tôi mới bảo với thằng em lúc ấy nó mất niềm tin tôi đợt tí này xem cái ông đéo gì nhỉ ông gì ấy xem được một hai cái video về tướng thấy ông ấy bảo là tướng của cái thằng mà nó vũ phu mới nó ác mấy nó kiểu như trương phi ấy là lông mày của nó cứ xếch sang một bên đây là kiểu như kiểu lông mày của người bình thường thì nó như này lông mày của phạm nhân mới tù tội mới khá bảnh nó toàn xếch mẹ lên như này mới trương phi ấy thế tôi bảo là ồ anh nhìn cái tướng của mày mẹ dạo này hình như là mày cũng kiểu như mày, hơi ác đấy video của ông ấy là như thế những kẻ mà sống bằng vũ phu mới đấm đá mới cả ác ấy thì mới cả sát nhân ấy lông mày bình thường như này lông mày ông 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 bảo là xếch như này là lại ác xong rồi ông ấy lôi khá bảnh khá biết còn những thằng đi tù khác lông mày nó cứ nằm ngang như này những thằng, những thằng khác nó còn giết người giết ba bốn người còn nhưng lông mày nó cứ như này thì ông đeo nói cứ lôi khá bảnh với cả trương phi là lông mày xách mẹ lên chéo như này này các bạn hình dung chưa các bạn nhìn thấy lông mày của thằng em này một cái lại xách mẹ lên như này mình bảo là à đây đây là ấy nhá đây là xưởng làm làm chậu xi măng siêu nhẹ Ui, tay đang bẩn nước ở đây nó ô nhiễm đeo rửa được tay ai quay hoa hồng đã xong tí nữa lại nói Thế là là Tôi mới ấy cái ý Thằng còn là lúc với thằng quý em nó mất Nó mất mất niềm tin Tại vì toàn kiểu các anh lớn <laughs> Ngày xưa thì nó toàn cảm ơn các anh lớn Không có các anh lớn thì không có ngày hôm nay Nhưng đại ý là các anh lớn anh vào thị trường rồi Anh cứ giơ tay anh kéo mày thôi Ông kéo mày xong là Nó giống như cái kia kiểu của cái ông đéo gì ngày xưa à? nhỉ Ông gì trong chuyện trí phèo hay sao Bá kiến ấy. À? Nó nói cái kiểu là để cho người khác mang ơn là bố mày của nó nó lấy của nó 10 đồng xong rồi bố giả vờ giơ tay kéo lên vất lại ba hào để cho người ta hàm ơn <laughs> kiểu thế này còn thế là tôi mới bảo là thôi không phải ấy chỉ có những kẻ mạnh thật sự mới giúp đỡ người khác đứng trên vai người khổng lồ mới đéo gì nhé. mình là ra một chàng và trên mạng xã hội này bây giờ nhập nhàng lắm và cuộc sống nó cũng nhập nhàng ấy đây người ta đôi khi là Ê, ra, ra ngoài này cổ ra ngoài sông Hồng xong rồi nói với các bạn về vấn đề cây cối mấy các thứ nhỉ. Đấy còn cháu lâu uống thuốc mẹ cái thằng kia. Ngồi nói chuyện cũng không yên. Đây là cũng nguyệt quế này. Nguyệt quế này, nắng. Đây là rau ngót. Còn đây là bàng. Cẩm thạch. Đấy, lúc đây có lói rồi. Bình thường cái mức mà mình trải qua rồi là mình muốn làm con chim có đôi cánh khỏe mạnh <laughs> Nhưng đến bây giờ là Mình có thể làm bầu trời cho các con chim khác Còn nói thật ra là Bình thường cái tâm lý của người khách ấy Người ta biết hoa hồng qua tôi ấy Còn mình cũng có tính chính danh như Các bạn bây giờ biết tôi qua cái bàng Đài Loan Cẩm Thạch Các bạn mua ở ngoài thì Có thể giá nó cao hơn Giữ được khách người ta biết đến mình là một chuyện Còn người ta mua của mình thì quan trọng nhất là cái vấn đề là cây như nào và giá ra sao có cái sản phẩm mà mình bán hoặc là mình ấy thì thứ nhất mình hiểu về nó rồi thì mình cũng đưa cho người ta là cái cây nó cùng là cái quy gốc như thế chiều cao như thế cái bịch như thế chậu như thế nhưng quan trọng nó khác nhau ở vấn đề khỏe cây nó khỏe còn cái loại hoa hồng nha nó có bị cái dẹp sáp tí tôi chỉ cho ở cái vườn này không có dẹp sáp ừ, ví dụ như nó gốc như nào thoát thân ra sao nó khác nhau là cùng cái chiều cao như này ấy nhưng các bạn phải biết là nó đắt nay nó rẻ Cây này ví dụ 3 triệu có cây nhà khác bán triệu Hoặc là 800 nhưng bình thường các bạn không hiểu Thứ nhất là gốc nó to như nào Thoát thân ra sao Bóng tán như thế nào đây, Cây có khỏe bệnh sạch bệnh hay không Bình thường hôm trước Con cái thủy nó ấy được cái, cái, dòng hoa hồng mà nó rẻ lắm con cây nó to như này Rẻ hơn thằng em bao nhiêu Nhưng về sau nó bảo là cây bao nhiêu dẹp sáp Phun phun thì hết dẹp sáp rồi Nhưng mà vẫn còn cái xác ở đây là Bóp ra thì nó không còn dỉ Còn mũ Tí tôi chỉ cho các bạn đâu là dẹp sáp nói chung là với hoa hồng thì cái bệnh dẹp sáp là bệnh nguy hiểm nhất ngày xưa thì có bảo mấy các bạn là triệt dẹp sáp bằng cái vấn đề là bôi vôi nhiều bạn bán bảo lấy nước rửa bát xong rồi nau còn bình thường ở đây là phải phun còn cái thủy nó bảo bán cho khách ở trong nam ấy bán cho cho khách ở trong nam cho bên trong ấy nó thời tiết nó nắng nóng trông vậy thôi nó cây nó xế hết rồi dẹp sáp nhưng vào trong ý nó mới lại phát triển lại hoa hồng thì nói chung là cái bệnh khốn nạn nhất là bệnh dẹp sát đây này đây là cái này nếu mà để vươn lên là mai sau thành cánh chiết này Đâu khác nhau là do thằng bán chẳng do cây đâu em ạ à. nói chung là khác nhau thì do cái người bán thì cái giá ấy giá thì nếu mà do người bán ấy nếu cùng một người mà bây giờ cái mạng xã hội này nó không như ngày xưa Ngày xưa bạn bán cho người kia 1 triệu, bạn bán cho người kia triệu 2, bạn bán cho người triệu rưỡi. Thì thường bạn phải inbox. Đấy. Nhưng mà thường nó cũng không có chuyện đấy đâu. Còn người bán thì nói chung là nếu mà người ta bán cao. Có người mà cái cây này bán 800. Mà người bán cây kia 2 triệu hoặc 3 triệu. Đấy. Đôi khi là cái người bán được 3 triệu thì nó phải ở cái mức nào ấy. Đấy. Chứ còn nếu mà mặt bằng chung thì cái người mua ấy. Người ta, người có tiền, người ta mua cây Người ta không phải là không hiểu biết hết đâu Còn tôi chỉ nhấn mạnh cho các bạn là cái giá mà như tôi báo ấy Hoặc là như tôi bán ấy Thì nó khác nhau là do cái 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 cây thì gốc này, thoát thân này, chiều cao, chiều tán Chứ còn ví dụ như là khác nhau thì do người bán Thì cái mà mà bây giờ <laughs> Tôi ví dụ như có thể là bán cây này một triệu, người khác bán 2 triệu Thì cái người bán 2 triệu, một là người ta bây giờ, hiện tại bây giờ người ta quá nhiều khách Người ta trả việc mẹ gì người ta phải bán một triệu như, như thằng góp nhặt cá đá cả Nhưng dần dần thì người ta không giữ được khách và người ta mất Mất khách Cho nên cái gì nó cũng là cái 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 kiểu theo kiểu nhân quả ấy. Nói nhân quả thì các ông này bảo là mê tín, mê tâm linh mới lôi đạo, lôi điếc vào đây Nhưng thực tế là như thế này Hôm trước tôi cũng lấy cái ví, à, cái, cái ví dụ là Các bạn trẻ hoặc các bạn già bây giờ cứ hỏi cái vấn đề là làm sao để nắm người theo dõi Thì tôi mới bảo là thế thế nắm người theo dõi làm gì thì nó giống như kiểu cái ông Vũ ông hỏi là tiền nhiều để làm gì ấy Còn các bạn trẻ với các bạn già với Lê Thẩm Dương với cả Tần Nguyễn nó cứ bảo là cứ cứ làm thế nào để nắm người nắm người theo dõi làm thế nào để nắm tiền từ Nó cũng từng ý chữ rồi Làm sao À cái gì nhỉ làm gì để nhiều tiền Với cả tiền nhiều để làm gì Thế tôi bảo nếu mà các bạn mà ngay từ đầu các bạn bảo là làm thế nào để nhiều tiền mới làm thế nào để nắm người theo dõi Để mai sau cây hoa hồng này người ta cả tiền nhiều để làm gì Thế tôi bảo nếu mà các bạn mà ngay từ đầu các bạn bảo là làm thế nào để nhiều tiền mới làm thế nào để nắm người theo dõi Để mai sau cây hoa hồng này người ta Ngồi ngồi đây tí đã Để tôi giải quyết cái vấn đề này đã Nói hết mẹ pin rồi Nói cái vấn đề kia rồi lại động chạm đến các ông khác Nhưng mà bình thường là các bạn ấy cứ nghĩ là cái vấn đề Đây là giải quyết các cái vấn đề về cuộc sống Nó đang hết pin đấy không ạ à? từ từ để tôi cắm cái sạc này đủ ma mày à, như cái nông nghiệp này các ông có phải là sướng đâu ở nhà nó cứ có nguồn điện xong nó cắm vào điện thoại nó nó đầy nhưng mà đi như này sạc đa năng xong rồi dây điện nó lại đeo vào Đấy. hôm nay nói cho các bạn là cái ý như vậy mà phải có cái kỹ năng lèn lèn này xong mới nghĩ đến chuyện giàu mới thế loại nhưng mà thường nghe những cái kỹ năng lèn này nó nó kiểu nó oang, oang đầu nhỉ các bạn này bảo làm thế nào chỉ cho là dầu mẹ nó luôn đi Còn đi nòng va nòng vòng Nhưng mà nếu mà dầu được luôn thì thực ra là Tôi nói thì nó là ví dụ như hoa hồng này Hoặc là cái cái này Tôi nói cho các bạn hôm nay các bạn nhìn Thì khi các bạn xem được video các bạn làm Thì các bạn muộn rồi Đấy, Khi các bạn vào thì giống nó đắt Thằng bạn tôi tôi bảo là làm sao mày làm cái loại kia Loại kia đi nó bảo là Ui rồi cái loại cây giống này Cứ nghe theo lời mày thì chỉ có đi hút váng thôi <laughs> Ông anh tôi bảo là bây giờ không à, Cái thằng Tuân Mẹ ngày xưa toàn cưới sóng thôi Bây giờ phải tạo ra sóng mà tự cưới Nói chỗ này cũng mơ hồ nhưng các bạn phải hiểu Đấy, Các bạn phải xem những cái gì mà Ví dụ như người Việt Nam là mới có một hai thằng nó làm thôi Thì các bạn mới kiếm được Chứ bây giờ chúng nó đang nhao nhao lên Cái này kiếm được 5 triệu Mấy là 50 triệu một tháng Cái này siêu lợi nhuận kiếm vài tỷ một năm Lúc ấy là nó đã có một cái mô hình Và nó đang bán giống Các bạn mua giống vào mai sau thì chỉ có Đi sau thôi lại chờ đến VNX Pet với cả dân trí với cả VTV nó đưa tin là để đi sau rồi. Nó quên mua giống thì đắt. Mẹ thành phẩm một phát là bọn nó rút hết rồi. À, chí trí với cả VTV nó đưa tin là để đi sau rồi. Nó quên mua giống thì đắt. Mẹ thành phẩm một phát là bọn nó rút hết rồi. À. Lại còn mất kết lối. Mẹ đẹp thế này mà. Đẹp thế này rồi mà ra ngoài này nó mất mẹ sóng rồi nó hết bể pin. Ây, phát tài núi mấy cái đéo gì thế này à, mấy anh em bảo là cái loại này đang sốt thế này Còn có một cái sai lầm là các bạn toàn đọc báo <laughs> để các bạn đoạn làm giàu <laughs> ôi rồi ôi đọc báo để làm giàu <laughs> các bạn đọc báo để lấy một cái gọi là cái mô típ cái sườn các bạn phải áp dụng cái khác mẹ à, bây giờ mà, mà, mà nó mà, ví dụ như con nó hoa chẳng hạn con nó hoa bên trung quốc nó giống kiểu cá chê của mình ấy Ôi à, Việt Nam đang nhập về nó khó khăn như thế nào Hải quan nó có cho nhập đâu Mẹ ở à, Việt Nam lại tự nhiên lại có Báo VTV nó đưa tin là ở Hưng Yên có vài ông chồng nuôi à, con này Bán giống là 200 nghìn, 300 nghìn con Thế thì lúc đi vào giống thì đắt Ba làm sao bán ra thành phẩm mẹ à? Ăn cướt luôn <laughs> Người dân bị cái Cứ cái tội cũng đau đồng là cái quy trình xong rồi chồng là chặt Chồng là chặt đi Ôi, trồng rồi chặt, trồng rồi chặt. Nhưng bản thân cái người dân ấy cứ thấy là giá giống đắt xong rồi giá cái thành phẩm nó đắt lao vào trồng. Lúc đi Hoa Hồng lại thế này. Mẹ người ta giàu là vì nan thế, xanh xi thế. Cái người giàu là người ta biết lúc vào ra thích hợp. Nhưng không phải là người ta vào vì giống đắt. Còn bình thường là cái người giàu ấy là người ta phải làm trước. Người ta làm xong thành công. Ông ơi, bắt đầu 2 3 năm sau. Tin. Thì chờ báo chí rồi dân trí nó đưa tin bắt đầu mới nào vào làm thì rồi lại quy định chọc chặt trồng. Thằng uh, trong nông dân mình có cái kiểu mẹ mua giống thì đắt, trồng chưa thu hoạch quả đã này, thấy giá nó rẻ lại định chặt để nao vào cây khác có giá trị hơn. Thế <laughs> dân vẫn, vẫn, vẫn giàu, đất, đất nước vẫn mạnh được thế hay. Còn nói chung là làm thì vẫn phải có lãi chứ làm vẫn phải có công nhưng mà hy vọng là làm giàu nữa mà các bạn mà có cái tư duy là nghe báo nha trí thì là khậu rồi chỉ là gọi là ấy cái sườn thôi lấy nó cái sườn cái mô hình này, con thủy cả long qua long quăng lòng <laughs> qua long quăng ôi ôi nghỉ đã nhá hôm trước là lúc trước đang nói cái đéo gì nhỉ hình như là cái ông kia ông ấy ông bảo là giá là do người bán quyết định hay thế đéo gì nhỉ bán thì tôi đang nói dở cái vấn đề là nếu mà có lắm người theo dõi làm gì làm gì để à, cái, cái tiền nhiều để làm gì ấy lắm người theo dõi để làm gì ấy bây giờ các bạn lại vấn đề là 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 lắm người theo dõi để mai sau bán một cái cây người ta đang bán một triệu mình bán mẹ 3 triệu thì dần dần người ta lại đéo việc gì người ta phải theo dõi các bạn nữa bây giờ cùng một cái cây cùng một quy cách như thế còn các bạn luôn luôn hình dung là cái người mua là cái người ngu không có chuyện đấy đâu ô mày à bây giờ bây giờ nói thật ra như này nhá Bây giờ các bạn Cái người mua ấy không phải người ta biết mỗi bạn Tôi đảm bảo luôn Không có ông nào mà đang xem hoa hồng Mà chỉ từ mỗi kênh của tôi Các ông bây giờ bây giờ Các ông mua Các ông theo dõi hàng ba thằng đang quay hoa hồng Đang bán hoa hồng Cái khách hàng của tôi cũng vậy Người ta cũng thể phải theo dõi hàng ba bốn thằng Cùng phát hoa hồng Cùng đăng hoa hồng Cùng bán hoa hồng Các bạn bảo là giá là do người bán quyết định Tôi bây giờ với khách nó bảo là mua cây hoa hồng này tôi báo cho người ta 3 triệu chẳng hạn. Có mẹ tự nhiên có thằng kia nó nó đang bán hoa hồng nó bảo là "Chị ơi, dạo này chị có khỏe không?" Chị khỏe vừa mới mua hoa hồng của thằng góp nhặt cắt đá cây này 3 triệu được không em? Ô nó bảo cây này có 500 thôi chị ạ." À? Thế là các bạn mất mất khách. Ngày xưa có phải là như ngày xưa viết thư tay đéo đâu. Mà viết thư tay các bạn cũng cũng sẽ mất khách. Mua về xong rồi người ta mua cái cây 3 triệu rưỡi người ta về đây trưng bày đây. Rồi cây này mua mua 3 triệu nha, 4 triệu đi. Mua mẹ chục triệu đi. Ờ, để cho nó cho nó dễ nó trình này hẳn mấy người khác thì còn cây này tôi đéo biết giá bao nhiêu đây ví dụ như cây này đây. bảo bây giờ các bạn bảo mẹ cái thời điểm viết thư tay như này thì nó biết thế nào mà nó khảo giá à? tức là cái người mua ấy nhưng các bạn có tin không khách người ta đến Đấy, người ta bảo cây này chị mua ở đâu mà đẹp thế Ủa, cây này mua ở trên mạng đây thằng góp nhà cát đá nó bán ba triệu rưỡi ôi rồi chị mua đắt rồi em mua của thằng này hoa hồng mê linh à. nó bán có 200, 300 Tôi cũng không biết có đúng không Nhưng cây này thì không bao giờ có giá 2 trăm hiểu chưa Các bạn này bảo là mẹ giá bán là do người bán Các ông cứ bán đắt đi rồi các ông sẽ mất khách Còn người mua người ta có đầy cơ duyên để người ta biết các ông bán đắt Toàn cứ do các ông mẹ chưa Chưa lắm người theo dõi các ông đã nghĩ là các ông khi có lắm người theo dõi Thì các ông bán đắt hay rẻ là tùy các ông Có cái con củ cọt đấy còn phải nhìn cái người bên cạnh người ta bán bao nhiêu mà mình lựa mà mình bán chứ phá giá thì anh em nó nắm nắm tóc nó dìm mẹ ông đất <laughs> kiểu bây giờ ví dụ anh em chúng ta đang bán 2 triệu chẳng hạn mà ví dụ đồng thời là khoảng 2 triệu hoặc hai triệu một hai triệu hai thì các bạn đã bán anh quanh đấy thôi hoặc là phải lấy lý do là cái cây này tao vừa ôm một vườn tầm 500 cây chẳng hạn ta phải bán nhanh hoặc là các bạn thích bán bao nhiêu thì các bạn phải ôm tất đéo có thằng nào bán được cả chứ nói thì nó khó các bạn đi kinh doanh các bạn này chưa gì chưa có tiền các bạn bảo là khi có tiền rồi cũng đầy thứ để làm mẹ có tiền xong rồi mua lan mua nước thì cũng bao nhiêu tiền thì cũng như như mã à, như là núi 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 thành bùn hết thôi đúng không khi có tiền rồi nó còn cái người có tiền người ta đau đầu hơn các ông không có tiền các ông còn đéo biết bây giờ bảo là đầu tư vàng đi các ông làm đéo có tiền mà đầu tư vàng có mẹ cái người có tiền người ta còn đau đầu bao nhiêu thứ xem ra là đầu tư cái gì mẹ đầu tư nan rồi xanh rồi các thứ dinh tinh thì tiền có là núi thì cũng toài luôn mua siêu xe siêu xiếc nếu mà cái bản đi mít tật thì nó khác thì nó càng tăng giá đúng không mẹ siêu xe kia thì nó khác gì là mua 2 tỷ à mua hai chục tỷ xong rồi đi xong phát còn 10 tỷ đâu đi <laughs> các bạn cứ thử xem mà xem không mà muốn giữ được cái vị thế mà nắm tiền như thế thì các bạn phải tham nhũng hay là thế nọ thế kia rồi mẹ lại đi tù mua siêu xe cho nắm vào đánh đổi cái việc mẹ đi tù tại vì mẹ không đi tù thì làm sao phục vụ được cái nhiệm vụ của con đi mua siêu xe à? Nói thì các bạn cứ đặt cái vấn đề là làm gì để nhiều tiền Nhưng ngay từ đầu khi các bạn không có tiền Các bạn phải đặt cái vấn đề nếu mà nắm nắm tiền thì sao Nắm tiền mua siêu xe thì dưới cuối cùng thì mẹ đi tù chứ làm gì Đúng không? <cười> <cười> nói nói trêu anh cường đô la tí thôi Nó nói nó khó hơn Làm ăn chân chính còn không ăn nai Khi chưa có tiền người ta đã phải Thấy cái vấn đề là có tiền hoặc nắm người theo dõi là gì Còn như ông kia ông vẫn bảo là khi mà lắm người theo dõi bình thường anh em cũng có thế nhưng trong một cái phạm vi cho phép thôi kể cả ngay cái thủy nó cũng nghĩ như thế Nắm người theo dõi để bán được cái giá cao hơn nhưng mà bán giá cao hơn thì lại phải nó là nhân quả bán giá cao hơn thì cái người mua không phải người ta ngu cao hơn trong mức độ cho phép thôi ừ mày có lắm người theo dõi thì, tao mua thằng khác thì 800 tao chấp nhận trả cho mày 900 để tao mua cái sự an toàn chứ thằng khác bán 800 bán mẹ 2 triệu đi nó bảo mày mà bán đắt như thế thì không có lần thứ hai bọn này cũng đẹp này u này quá đến mồ hôi được ông tưởng à đúng không đây à, hoa hồng nó như cây thông như này còn bình thường người ta cũng không hiểu là tại sao mình phát như này còn lúc trước tôi có nói đại ý cho các bạn mẹ đến bây giờ mình như bầu trời để coi các con chim mới bay nhảy rồi Thế bây giờ mình quay ra mình bảo là cái loại này chỉ tôi bán rẻ thôi thì mình bây giờ mình không được làm thế như thông đúng không Tôi thấy là những cây trên chậu này thì nó cũng đẹp. Dây dưới đất này đẹp hơn. Đây là cây hoa hồng đào cổ nha. Đây là ở khu địa chỉ đang đứng đây là Văn Đức Gia Lâm. Đấy. Văn Đức Gia Lâm Hà Nội, hoặc là Văn Giang Hưng Yên. Rồi. Tôi nghỉ nhá, để tôi tôi, tôi 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 ngồi thôi. Tôi hút điếu thuốc đã. Còn ngay từ đầu khi các bạn không không có nhà không quay, có... đây định quay cho các bạn cái 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 quy trình làm từ đầu đến cuối này nhưng mà nó đang lỏng pin mới nói thìu lấy rồi để hút thuốc đã thế này dẹp bỏ ngay cái tư tưởng này à nắm tiền thì này cái thứ để tiêu đi còn cái vấn đề lắm tiền các bạn nhiều cơ hội lắm mà quan trọng nhất là khi các bạn có tiền phát các bạn chơi với những cái người nhiều tiền nó nó lại không có những cái vấn đề cơm canh dưa cả Đấy. những cái ông mà ít tiền là ngồi nói chuyện với các ông như này vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai vấn đề thứ ba là lại quay ra sách <laughs> vấn đề thứ nhất là Ukraine với Nga Vấn đề thứ hai nó lại quay ra sách bộp, bộp 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 mấy thế nọ thế kia Còn cái vấn đề Mà chơi với người giàu ấy Trong cái bộ phim tôi nhiều lần tôi nói này Mẹ cái người giàu người ta thả cho các bạn Một cơ hội nhỏ là các bạn cũng đủ, đủ thịt giàu rồi Còn mấy cái thằng nghèo ngồi với nhau Chỉ có cấu của nhau thôi Chỉ có thịt của nhau thôi Còn giúp đỡ kiểu không công Nhưng thực tế trong cuộc sống nó là cái mà song phẳng ấy hôm nay ra giúp anh cái này bê hộ anh cái này ngày mai nó có việc nó lại gọi các bạn ra để giúp nó giúp các bạn một lần bê cái ghế thì ngày mai đến khi nó bê cái giường các bạn lại giúp còn người giàu mày hôm nay mày bê cái giường cho tao thì, ừ giúp thì anh cảm ơn nhưng mà anh bình thường anh thuê người bê giường này là 200 anh trả mày 200 đấy để cái người nghèo mai sau nó nhờ mình ra thế nọ thế kia là nó cũng phải tiền còn cảm giác không tiền thì nó đi làm việc khác còn cái người giàu người ta không có thời gian các bạn cứ bảo thế sống thế tình cảm tôi cũng chả biết tình cảm hay không nhưng trong cuộc sống này các bạn nghiện bố mẹ cũng mất vui Đấy nó là sòng phẳng Nhưng mà ngày xưa khi không có tiền thì nói chung là các bà con có nhiều thời gian Cỗ bàn với các thứ Hàng lối thẳng tắp luôn Đây là cái trồng từ cành chiết đây này Đấy, Để cho giải tỏa cái vấn đề là các bạn bảo ghép Mai sau thì nó nên như thế này Đấy, Để giải tỏa hết mẹ pin rồi Thôi nghỉ ra Mệt lắm Mệt Mệt lắm Hết pin hết sóng đây ngồi đây à, cuộc sống tôi nó tự do như thế này ừ. à, cứ vạch vàng đây này ở đây sóng nó yếu đây này hôm nay chắc là nói về hoa hồng như này các bạn cũng chả còn cái đéo gì là là là, là giấy đâu nhỉ dạy cho anh cách hoa đấy ra hoa với của anh cứ tốt um lên đéo có hoa ơ ừ, không phải hoa này bạn này nhá dạy cho anh cách Hóa đấy ra hoa với anh cứ tốt um lên đéo con hoa Cái hoa của anh này là hoa hồng ngoại Có những loại nào đấy nó hoa một mùa Có thể khéo của anh là cái hoa tầm xuân Ờ hoa hồng này nhá Nó lại có nhiều loại Có loại nó chỉ ra hoa Ví dụ như tầm xuân ấy nó chỉ ra hoa vào mùa xuân Người ta gọi là hoa tầm xuân Các mùa khác chỉ lá thôi Nhưng các loại hoa mà đang quay cho mọi người là cái dòng Đào cổ, bạch cổ, cổ sa ba, cổ huế là cứ tầm 30 ngày nó lại ra hoa một lần còn dạy ra hoa mà cái hoa mà nó bây giờ ví dụ như nhãn là bây giờ dạy để ra... ra 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 hoa vào cuối đông thì bố thằng tây dạy được còn biết cách mà để ra nhãn ra hoa vào mùa đông thì này quá nhiều tiền quá giàu gọi là làm sao để để ra quả nhãn trái vụ ra hoa quả trái vụ cái cây của anh bây giờ nó tốt ná không có hoa là cái giống hoa hồng khác giống bên nước ngoài nó về việt nam thì bây giờ khoảng hai ba trăm giống hoa hồng thì những giống hoa Có những giống hoa hồng nó chỉ ra hoa một mùa thôi Điển hình cho mọi người biết này, Cái hoa tầm xuân Mà bà con mê linh hoặc bà con chơi hàng ghép Là bà con dùng để ghép Thì cái loại ý là hoa nó không phải xấu đâu Nhưng nó chỉ ra hoa mùa xuân thôi Còn các mùa khác nó toàn ná thôi nó là Đến khi mùa xuân thì không thể nhắc Không nhắc đến tầm xuân Cứ hoa hồng là đến mùa xuân phải nhắc đến tầm xuân Mẹ ra hoa theo chùm còn đây là nói cho các bạn là cái kiến thức về hoa hồng Tức là hoa hồng nếu mà về Việt Nam Đây là các dòng hoa hồng cổ còn các loại dao hồng hoa dùng ngoại nữa cơ Thì các bạn phải biết là Ở Việt Nam nếu mà nói về giống hoa hồng Thì nó rơi vào khoảng tầm 200 giống Còn nếu phân loại thì có cái loại hoa hồng cắm cảnh Tức là cái cảnh của nó, nó vươn dài ra để các bạn cắm vào ngày dòng mùng 1 Còn cái loại hoa hồng này là hoa hồng cổ, hoa hồng chơi Còn các hoa hồng ngoại khác Nhưng mà nó lại không khỏe bằng cái này Thì nó lại phân ra là hoa hồng neo và hoa hồng bụi Đấy thì tôi nói là đây là các cái dòng mà hoa hồng bụi Còn cái loại của anh kia mà chỉ cho anh cái cách để ra hoa ấy Thì là rất chia buồn thông báo với anh là cái hoa của anh chỉ ra một mùa Đấy nó giống như tầm xuân đấy Chỉ mùa xuân mới ra hoa thôi Đúng không? Hải Nguyễn đúng không? Hoa giấy sốc nhiệt không phải Các cái loại khác Ví dụ như các bạn có thể hãm bằng cái loại gọi là tuốt ná Rồi ngắt nước Nhưng mà tôi đảm bảo luôn cái hoa giờ hồng của ông này là hoa hồng một mùa Hoa hồng nó ra hoa theo mùa Còn cái loại này chả cần ngắt nước với các thứ gì Nó đến mùa là nó đến thời điểm là nó phải ra hoa nhưng các bạn đừng áp dụng hoa giấy với cả các loại khác sung mấy khế vào vào à hoa giấy à. À quên quên đấy, ông này ông này. hoa giấy. Ông này ông hỏi hoa giấy, mình đang ấy thế này thì lại quay ra để mất thời gian thế là thành ra bạn hạnh trần bạn ấy nói là hoa giấy sốc nhiệt là ra hoa. Nói chung là đấy con cái thủy chưa? Nói chung là hoa giấy nếu mà áp dụng theo như khế như sung là cũng được. Đấy, còn nếu mà như cái dòng mà 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 hoa giấy ngũ sắc là đến thời kỳ nào nó ra hoa còn các cái loại khác ví dụ như tím huế là nó cũng lại hoa theo mùa tím huế ngày xưa ấy mẹ có sốc nhiệt đến mấy thì hình như cái loại để hoa, tím huế nó đến cuối năm mới đến tết nó mới ra hoa, thì các bạn sốc nhiệt đến mấy còn ngày trước về hoa giấy ngũ sắc cơ mình mới, mới mới ấy còn bình thường nếu các bạn có thể áp dụng theo cái cách của anh em chúng ta làm khế làm sung nồng làm nục vừng ba ngày không tưới một ngày tưới đẫm ba ngày không tưới một ngày tưới đẫm còn nếu mà các cách của các ngày cụ ngày xưa ấy là, là nhiều cách lắm à, mẹ à, là trèo lên trên cây xong bảo hoa giấy ơi bao giờ ra hoa chữa theo kiểu tâm linh ấy. Ừ. <laughs> khảo cây xong ừ, rồi cái đéo nó gì nó nhỉ khoanh đó. gốc anh kiểm tra cái đấy, đấy là nhiều cách nhá cái à, gì sao đây? Đây, mà, đây nó, nó nói nó nói nó khoảng 5 phút nữa rồi văn đức này em đang văn đức á à. văn đức mày mua cái gì đây <laughs> anh có mỗi chai này <laughs> mở mà, mày ra đây này đánh rủ anh đánh nhau à ra đây nó, con cái thủy nó nó bắt anh có phải làm gì nữa không hả Ê. có phải làm gì nữa không Ở đây có hồng làm gì. ờ thì quay đi còn nói mấy các bạn thì nếu mà áp dụng theo ngày xưa thì thực ra là cái đợt mà mà hoa giấy ngũ sắc ấy thì tôi không phải đặt cái vấn đề là làm sao để hoa giấy ra hoa tại vì cái dòng hoa giấy này ngũ sắc thì nó cũng là cái dòng hoa quanh năm ấy còn với cái dòng tím huế ấy là cái dòng ấy đến tết nó phải ra, ra hoa thì chỉ vào mắt thì đến tết nó cũng ra hoa đúng không Đó như tím huế ấy. còn các cái dòng khác mà cái, cái cái mà các bạn đang hỏi ấy là nó như kiểu là cái bài toán là ép ép sung ra quả theo thời điểm các bạn muốn bây giờ sung nó mùng 20 tháng 8 nó mới ra ra ra, ra quả các bạn muốn mà à ừ à đâu 20 tháng 3 mới ra quả nhưng các bạn làm thế nào mà hai mùng 8 tháng 3 ra quả để tặng vợ tặng viết ấy thì dùng cái bài ngắt nước đúng không? đấy là cái mà ép, ép, ép ra quả, tại vì nó đúng cái thời điểm các bạn muốn. nó bây giờ mà muốn tết mà có cây sung mà nó sai quả, chứ còn cái loại mà nó đã đéo ra quả thì có ép vào mắt. ví dụ như cái loại tiếng tầm xuân đi, nó phải đến xuân nó mới ra hoa, mùa đông các bạn có ép vào mắt ngắt nước hay thế loại thì kia chịu. mẹ cái loại chỉ có gặp thầy cúng thôi, gặp bọn bổ câu thôi, <laughs> gặp bọn bổ câu nó nó đổi đổi hướng nhà. Nó nó đổi 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 cái cái chu kỳ quay của trái đất. Nó làm cho lệch mẹ tâm trái đất đi. Thì may ra cái cây của các bạn mới 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 ra được hoa. Còn hoa giấy thì chia ra làm nhiều loại. Lâu 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 mình cũng không bàn về cái vấn đề hoa giấy. Hoa giấy thì thứ nhất là các bạn phải phân biệt nếu mà là cái dòng hoa giấy ngũ sắc ấy thì trái nhiều nguyên nhân gì cơ sự gì hay là nhà các bạn cây hoa giấy bị chấn hiểm Nhưng mà hoa giấy ngũ sắc thì nó nở hoa quanh năm. Còn nếu mà cái dòng tím Huế thì bây giờ có ngắt vào mắt thì đến Tết nó mới ra hoa. Đúng không? Đúng không? Chỉ có gặp mẹ bây giờ tím Huế mà bảo ra hoa vào 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 vào, vào tầm này đi nó khó rồi. Nhà. Nó nó ra hoa tầm Tết. Tức là có những loại thì nó hoa ra hoa theo mùa, có loại nó ra ra hoa quanh năm. Đấy thì tôi kiểu quay loại nào tôi nói hoa quanh năm. Còn có những loại nó ra hoa theo mùa. Nhưng mà thường thì bà con làm thì thường bà con làm hoa quanh năm. Đấy là cái loại ngũ sắc còn tôi nói thật ra là cái vấn đề mà ép hoa giấy theo ấy thì nhiều cách lắm ví dụ như ngay cái vấn đề xén nó cũng là một cách đấy, ví dụ như hoa giấy à hoa hồng này nha bây giờ các bạn muốn mà ví dụ như là tầm 20 ngày nữa nó ra hoa thì tất cả như này xén hết đấy, đôi khi là muốn xén thì phải đợi cái canh bánh tẻ u nhiều cách lắm thật nhiều cách nhưng có cái dòng nào các bạn chơi cái loại đã hoa quanh năm thì đéo cần đấy nhưng đôi khi các bạn lại phải bảo là mẹ hai tháng này là sinh nhật vợ em cơ thì tháng sau bạn phải đấy mà muốn làm được cái ý nó thành thục ấy còn tôi nói thật ra cái cái nếu các bạn ấy được cái ý là các bạn đã có cơ hội kiếm tiền rồi nhá ở đây là cái làng nghề kể cả quất hoa hồng nhưng mà tôi bảo thật cho các bạn những cái mà các bạn làm thì đôi khi là các bạn mới trồng được một cái hoa giấy nhưng mà ép ra cái thời điểm đúng thời điểm ấy tôi bảo thật nha những cây hoa hồng này hoặc những cây quất những cây bưởi quất đi hoặc mai hoặc đào mẹ người ta làm mai là làm đào ấy Người ta làm hàng 20 năm này rồi Nhưng mà đôi khi là vẫn có những cây Hoặc vẫn có những ruộng Mà trượt đây, trượt tết đây Nó do thời tiết, nó do khách quan Nó còn bao nhiêu thứ Mẹ trong khi ông trồng đào khoảng 2-30 năm Ông trồng mỗi lần là bao nhiêu Còn các loại hoa quanh năm này không các bạn không phải ép Còn những loại mà ví dụ như tầm xuân Hoặc là hoa giấy, tím huế thì Bố tổ các bạn lên mạng hỏi làm sao được Cái loại ấy chỉ có gặp bọn bổ cau thôi nó làm thế nào nó khúng cấn cái khấn và vái thế nào mà trái đất nó còn bay ra khỏi khỏi cái này luôn khỏi hệ mặt trời luôn thì hoa giấy tím huế nó mới nở hoa nhà <laughs> nhưng tầm xuân nó chỉ là nở hoa nguyên tắc của nó chỉ nở hoa còn nếu mà các bạn làm tầm xuân mà nở hoa vào hè này thì các bạn này mẹ áp dụng cho nhãn là tầm này mẹ đến cuối năm là các bạn có nhãn bán thì nó quý này mẹ 500.000 một cân luôn nhỉ đấy ngày xưa mình ấy này những thằng bạn tôi cái cái đề án của mình ấy làm sao để ép cây Các loại cây ăn quả nó ra trái mùa ấy Nhưng thằng bạn tôi nó bảo không Thôi 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 Đầu đầu lam Cứ mùa nào thức ý thôi <laughs> Đây thằng này này ấy ấy Mẹ vừa đi đường vừa xem nay công an nó bắt bỏ mẹ này nhỉ Nói chung là là bình thường cây của các bạn mà sung hay là hoa giấy mà mẹ nó đéo ra hoa tốt nhất chặt mua cây nào nó xa, nó nó ra hoa quanh năm ấy có người bán thì chắc bán cho các bạn cái loại tím huế đúng không từ hôm ông Hải ông đéo lói năng là là cây của các ông như thế nào Tết tết nó ra hoa tiền màu tím tím đúng không Đấy gọi là tím Huế Cái loại là hầu như hoặc là hình như là Nó ra đợt tết trước cái dòng tất cả các loại hoa giấy nhá Là cái tím Huế đầu tiên nó nổi nhất Tức là nó, 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 nó làm trước Là làm ở trên phù đổng Người ta làm chỉ có tím Huế thôi Sau mấy hoa giấy ngũ sắc thái là cái dòng nó ra quanh năm Thằng này thế này cũng là làm cho bao nhiêu đề án là Sakura mấy cả các kiểu nó hỏi tôi này cứ hỏi Sakura xuất xứ ở đâu mà Ở đâu còn đâu mới nói Chỉ biết là nhập Trung Quốc với nhập Thái Lan Nhưng mà hỏi cả xuất xứ từ Colombia thì <laughs> Bố bố tổ Thôi nghỉ đã nha hết mẹ pin rồi Nói với các ông này thì nói chung là Các ông phải quán triệt ra cái giống của các ông Đặc tính của các ông Mẹ nhãn nó chỉ ra hoa tầm này là, à, ra quả tầm này là có Bây giờ các ông đặt những cái vấn đề là hỏi Những cái thằng bán nhãn là làm thế nào để Tết nó có nhãn để bán ấy Thì bố bọn nó, lại lại bổ cao tiếp <laughs> nha Nhãn bây giờ nó tầm này nó ra, ra quả Mà bây giờ các bạn làm thế nào Mà các bạn làm thế nào để Tết Ngày ông Công ông Táo có nhãn ở trên bàn Thì các bạn nhãn Bắc thôi nhãn Nam thì như cũng qua quanh năm hay sao Đúng không Đấy ở tôi bây giờ đang thu hoạch nhãn Mà các bạn làm thế nào mà Đến Tết mà có nhãn mới có vải Thì lúc ấy giá nó không phải 100 nghìn hay 50 Nó phải 200 nghìn một cân cơ. Trái mùa này Đúng không có nghỉ nghỉ đấy nha Mày mày phát bình thường có bao nhiêu người xem thì là vừa vào phát là nó lên tầm 800 Ủa 800 cơ à? <laughs> nhưng mà càng la nó càng, càng xuống nó chỉ tầm một chục người thôi Chục người ở đây anh mình bây giờ lại hai trăm bốn mấy nữa này Thế thì anh nay đi này thì biết nói cái gì tại Anh đang là bầu trời cho máy bay nhảy ở trong cái bầu <laughs> trời này này Mày hỏi vấn đề gì? Em <laughs> ạ <laughs> à, bây, vấn đề à, bây giờ là anh cứ để lại đang ừ. vấn đề là tại sao mới tại 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 sao mới bán hàng ừ. lại chỉ cần bán hòa và đôi khi là vẫn phải lỗ cũng bán. Ừ. Như hôm nọ anh bảo đấy. Ừ. Là, anh giới anh giải thích với mọi người. Em thì cái tao bảo mày là cái giai đoạn đầu ấy, giai đoạn đầu mày chưa có khách. Giai đoạn đầu không bán được hàng, hoặc là mày mới đi xin việc thì ngay cái vấn đề mày 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 phải có việc đã. Chứ bây giờ không thể là bây giờ đi xin việc mà bảo là thằng hàng xóm hoặc thằng bạn tôi nó 8 triệu một tháng ông phải trả tôi 8 triệu 8 triệu rưỡi. Bây giờ mày đang tốt nghiệp, bố bảo là có nhà có xe đấy, ra ngoài kia chạy một hai quốc đi lấy tiền sinh hoạt thì phải phải ấy đã. Còn bản chất đi học là lấy kinh nghiệm Bây giờ này cứ bảo là th thằng cùng học nó bây giờ nó thu nhập 10 triệu em phải 8 triệu hay 10 triệu ngang nó cơ em mới đi làm thì đéo có việc. Bây giờ em mới vào thị trường thì em phải bán làm sao để, em bán được hàng đó. À, thậm chí là đôi khi là kể cả trong các cái bộ phim khác hoặc là bộ phim Oxin ấy. Bà ấy 3 lần khởi nghiệp nguyên tắc của bà ấy mới đầu làm đầu là bà ấy làm miễn phí. Hôm qua cái bộ phim đéo gì cũng thế đi đánh giày thì nó cái thời điểm đầu tiên là nó phải đánh giày đã. Để có khách đã, lấy kinh nghiệm đã người ta mới bắt đầu giới thiệu mày mày người ta biết mày đánh được giày đã không người ta mới mới gọi mày chứ bây giờ mày kêu mẹ người ta đánh giày 20.000 mày bán phở cũng thế mày mở cửa hàng thì rõ ràng mày phải xin phép cái thằng hàng phở đối diện là anh bán 30 bây giờ em mới mở thôi cho em khuyến mãi thì một tuần là 25 anh thông cảm còn nếu không nói người ta một câu là nó chém cho chết bay người luôn đấy bây giờ rõ ràng mày mở quán phở mới mở quán kia nó cũng bán phở lâu năm rồi nó có khách sẵn rồi nó đang bán 35 Mày mở quán phở mày bán 35 thì chó nó vào quán mày ăn à, đúng không? Nguyên hiểu nguyên tắc em em mở cửa hàng phở cũng thế. Nhưng mà rõ ràng em phải sang bên cạnh em nói với cái mấy quán phở. Là anh ơi em mới đến thế nọ thế kia anh em mình giúp đỡ xong rồi nhậu nhẹt nhẹ tè, 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 tè phe đi. Xong rồi đăng một cái bảng nhỏ thôi, đừng đăng to quá rồi thằng hàng phở kia nó chém cho bay đầu. Là là quán tưng bừng khai trương, phở 25.000. Anh hàng xóm cũng rất đẹp trai anh ấy bán 30. <laughs> hiểu chưa thì mới có khách. Xong rồi người ta ăn, người ta bảo ơ quán phở này ngon. Còn bây giờ mày hay năm nhưng mày đéo ngon bằng thằng 30 thì mày cũng mất khách. Mới vào thị trường mới đi xin việc muốn có việc. Cái đầu tiên là anh thích trả em bao nhiêu thì trả. Trả có thằng đéo nào nó đéo trả mày đồng nào. Làm một hai tháng mà lấy kinh nghiệm xong rồi mày đến khi thực lực mày có rồi, có việc rồi thì chủ nó lại tăng lên như nó thuê thằng khác sức trâu uh, sức chó như mày chẳng hạn thì nó cũng trả 7 triệu thì mày cũng phải được 6 triệu rưỡi như... Đúng không? À. Đây là nguyên tắc kể cả xem các bộ phim thế vào thị trường mình chưa có khách mình chưa ấy thì bắt đầu phải người ta có cái câu là 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 như thế còn có một cái câu khác là khi bạn giỏi một cái cái việc gì đó bạn đừng làm nó miễn phí tại vì khi bạn giỏi rồi bạn làm nó miễn phí thì những thằng khác nó dở hơn bạn thì thì nó đeo kiếm được tiền mày làm miễn phí rồi đấy còn khi mà mày, mày 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 có khách rồi thì mày sẽ bán ngang giá thị trường còn khi mà mày nắm người theo dõi rồi như cái thằng lúc đấy nó bảo là giá bán đắt hay rẻ là do do người bán nhưng lúc nó lại có cái mâu thuẫn là nếu mà em bán giá cao thì em lại mất khách Em hiểu chưa? À, em phải bán như thế nào? Một là không bị vướng pháp luật em không bị đi, đi tù Hai là làm sao mà vừa giữ khách Mình vẫn kiếm lợi nhuận Đúng không? Như ví dụ như khi mà em chưa có khách thì người khác bán 5 triệu thì em chấp nhận là bán 4 triệu rưỡi Thậm chí là mua 4 triệu rưỡi nhưng bán 4 triệu ba Cứ có việc để làm, live stream là được rồi Đúng không? thường là mới vào anh em là thường kể à, cả khi muốn, em đi kinh doanh cũng thế cứ muốn có, có mày à ngay cơ. thế thì cũng nó khó à, à. Muốn có ngay đấy là ra. tư duy của người làm thuê là tôi đi làm là phải có công đấy. Còn bây giờ em đi làm như này là em là chủ tư Em không phải đi làm thuê Còn nếu tư duy là đi làm mà phải có lãi thì là Đi làm thuê Còn tất nhiên là vẫn có người thành công Nhưng nó, nó sẽ nó sẽ không như cái cái việc anh nói Hiểu chưa Việc của tao đi làm là tao biết kể cả bây giờ Mẹ bố mẹ Nói thế thì nó là cái mà Nói cái thứ hai là vài năm sau khi làm ấy em mới đầu em cũng, cũng có cái tư tưởng là mình uh, đi nào là phải có công nhưng mà phải vài năm sau về cái làm cái này ấy, nó, phải Đó, mày mày này vào này. cái này là nó vào 4 năm là nó nó kinh tế nó 4 5 5, 5 năm gần đây là nó bị khủng hoảng Đấy. cho nên coi như 5 năm này là bị mất. Chứ cứ ngày vậy? xưa nhá, tao cứ vào thị trường nhá. Tao vào thị trường nhá, mẹ nó đang sốt xình xịch cây ăn quả với các thứ. Mẹ chỉ gần làm có Mẹ như ngày xưa cái thời mày vào Mới ban đầu vào Lúc đó không ấy bán cái gì chả dễ cái, cái thời mà bán một hương ấy. Ừ Nó vào cái thời điểm nó, 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 Cây cảnh nó là đồ xa xỉ thế này Anh em nói khó khăn nó Chờ 3 bốn năm Mẹ cái lúc nó sốt dình xịch Chỉ cần nhảy vào thị trường một phát là Có tiền rồi Nhưng cái chính là Các bạn muốn có thị trường mà Các bạn muốn bền vững Thì ngay từ đầu Các bạn không thể kiểu Mẹ vừa vào thị trường đã người ta bán 5 triệu là bố mày phải bán 5 triệu đôi khi là mẹ có cái thì các bạn cũng là không nói mấy cái ấy nhưng mà mình cũng là do là em mới vào thị trường <laughs> là anh bán phở 30.000 nghìn thì thôi cho em là một tuần đầu khai trương tưng bừng là em hai mươi nghìn đấy người ta có khách người ta vào người ta thưởng thức bảo ừ, phở thằng này 25 nghìn ăn cũng được thế tuần sau là 30.000 nghìn là người ta lựa chọn giữa hai phở hai quán phở chứ bây giờ ông mới mở cửa cửa hàng chả biết có ngon hay không thằng kia nó bán 30 khách nó sẵn rồi ông mở 30 thế thì ai nó ăn của các ông đúng không nó đầu tiên phải cạnh tranh bằng giá giá người ta biết còn đôi khi là có những thằng nó ngơ ngơ nó lại tò mò nó mẹ cái quán kia nó mới mở mà giá nó lại sáu mươi nó đắt gấp đôi cái quán đã khó <laughs> nhỉ còn bài mình được được học hay là mình suy nghĩ này à đây là ta ra đây ta nói cho một cái vấn đề này hôm mấy thằng đéo nào nó nói với mình nhỉ thằng này cũng giàu lắm hình như cũng sắc sắc ờ cũng sắc thằng thằng em em vợ hay em nó hỏi bảo em muốn đầu tư để mở quán phở Thằng này nó bảo là nếu mà đầu tư quán phở Bây giờ phở đang bán 30 nghìn Nếu em đầu tư quán phở 70 nghìn hoặc 100 nghìn Thì anh sẽ đầu tư cho em Nhưng bây mà giờ mày mở quán phở mà thằng kia bán 30 nghìn Mày lại 25 mấy 30 nghìn tao không đầu tư cho mày <laughs> Đấy vâng. Đéo vải nó phải phở nó phải Nó phải khác biệt, nó phải khác biệt. Em ạ à. Mày hiểu chưa? Một đắt hơn nhất hai là ừ. thị trường. Xong rồi nó lại còn bán, bán 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 câu chuyện với thế nọ thế kia cơ. Nhưng anh em mình làm đéo câu là chuyện thì, gì đúng không? Thì cứ ra đây có gì, ờ, gì quay đấy. Cái này là người không, nó mày không hiểu cái câu chuyện bán câu chuyện à? Mình mình bán, bán câu chuyện. Tổ sư nó nó đùi kể, không? Kể, không. <laughs> câu chuyện là biết giờ như nguồn gốc này là ông An Dương Vương với ông gì đéo gì thế này. Đấy, độc quyền xong rồi gán ra là cái hoa hồng này mang tên mày ông ông cái ông đéo gì nhãn nhãn miền thiết mày có hiểu không? Miền thiết ở trong Hà. Ờ đó. Đéo bán được đâu nhưng ông ấy có thể bán như ông tiến trà này ngày xưa mẫu đơn cả làng. Mẹ ế tòi, tòi tòi phòi 4 5, 000 5 nghìn không ấy được ông cứ 50 nghìn nó mới bán cơ Mà còn phải đặt đặt trước Đấy người ta bán như thế thế Đây một cái, cái đơn làm giàu nó nhiều cái lắm Mẹ bọn, bọn các kiểu nó bảo là người ta bán hàng không phải bán hàng đâu mà người ta bán câu chuyện Để Đùi gà à đùi, đùi, đùi nọ đùi nước cũng thế Người ta bán câu chuyện là cả thế giới có 500 cái đùi thôi Mày không mua nhanh là hết Không biết đéo ở đâu rồi nó sản xuất được bao nhiêu <laughs> đấy là người ta bảo bán câu chuyện này xong rồi con heo này được thế nọ thế kia à hiểu chưa nghe mày mày đây Mà nghe à, ăn các, gọi là các cái rau rau sạch ừ, khôn thế <laughs> nấm nghe nấm được gọi nấm ừ, đấy nấm ăn nấm thì ừ. phải mùa cơ. này còn nghe, nghe nhạc đàm vĩnh hưng nghe trường nghe 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 phim cười của hoài linh phim hài của hoài linh Tới tết này còn phải xịn được xem táo quân Cơ cho nên khi tôi mổ là là nó phải giá này <laughs> tôi mới bán mày hiểu chưa đấy là nó bán à, câu chuyện đâu? như thế cũng... mẹ đi là đây này, này cái câu chuyện là anh hôm nay nói chuyện với em này, em nói chuyện với anh nên thì câu chuyện mẹ nó thế phải thế đặc sắc nào? hiểu chưa thế... xong nó gắn cái thương hiệu này, này. thằng khác bán cây hoa đào hồng đào này là không phải thương hiệu của tôi hiểu chưa à. nó phải làm thương hiệu chứ này kéo ừ. làm thương hiệu cái thứ hai là nếu mà làm cái này <laughs> anh anh nếu mà mình cái mới gì? đầu là <laughs> em cũng nghĩ là thôi nghỉ <laughs> <laughs> nghỉ đã. đã cứ đi làm